người ấy là ai? Mùa năm xem sớm trên ứng dụng Vion. Trân Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người ấy là ai. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Người ấy là ai do V Channel và Vion thuộc đơn vị VAC Group Holdings thực hiện, phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Quý vị hãy tải ngay Vion về để xem sớm nhất và trọn vẹn Người ấy là ai. Quý vị hãy cùng viuvz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ của chương trình năm nay, nhãn hàng Mirinda. Mirinda, ngon xoắn lưỡi, vui lên nha. Và thưa quý vị, đối với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu 4 vị cố vấn đang được quý vị và các bạn yêu thích trên những bảng xếp hạng về âm nhạc. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ Phạm Quân Anh, Bướm Mặt Trăng Trung Quân và vị cố vấn quen thuộc Minh Tú. Tuyền đến với Nghĩa Lai rồi, từng đầu luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Em có xem chương trình không? Em có, em xem hầu như là đầy đủ tất cả các tập luôn. Cứ ra tập mới là em xem. Em thấy đây là một chương trình rất là hay luôn á, rất là nhiều cảm xúc. Ok. Biết đâu những mùa sau chương trình lại mời Hứa Kim Tuyền viết bài nhạc chủ đề. Yeah. Còn Phạm Minh Anh thì sao? Lần này trở lại đây thì cảm xúc có gì khác biệt so với những lần trước không? À, ủa, chưa bao giờ ngồi đây cả. Đây là lần đầu tiên. Thật ra Quỳnh cũng là một fan của Người ấy là ai, mà Quỳnh cũng đã từng không xem, nhưng mà không hiểu vì sao lại hot đến như thế nên mình buộc phải xem. Và mình mới thấy được rằng là cái sự khủng khiếp của chương trình này khi mà lan tỏa lên trên mạng xã hội, đã có rất là nhiều cái mối quan hệ được kết nối lại nhờ chương trình Người là ai này, cộng với việc rằng là đây một chương trình mà thực sự là ban biên tập quá là khó lường, quá nhiều cú twist, và điều đấy sẽ mang lại rất là nhiều những cái bất ngờ cho người xem, và chính là điều thú vị của chương trình này. Thank you Quỳnh Anh và welcome nhé. Còn Bướm Mặt Trăng là tham gia lần thứ mấy rồi nhỉ? Em là lần thứ hai ạ. Uh-huh. Dạ, và em vẫn tiếp tục cái sứ mệnh của em là cùng với Minh Tú đem màu tím về cho cộng đồng. Dạ. Ok. Em đang xanh hay đỏ? Hồng ạ. Dạ em hồng. Đang đỏ dần đúng không? Dạ đang đỏ dần. Mong là đi về chương trình này sẽ đỏ. Ok. Tú có gì chia sẻ với nhà khách mời ngày hôm nay không? Em thì cũng là nghe nhạc của mọi người. Chị Quỳnh Anh là em nghe từ nhỏ. Gần đây là hay nghe lại. Nếu mà chị coi TikTok em có quay cái clip trên nền nhạc của chị mà em xàm xàm thôi. Nhìn đó hả? Còn Hứa Kim Tuyền thì dạo này nghe em 10 tháng 6. Yeah, còn thank you. Em thì là một trong những fan ruột hay ngồi nghe nhạc của Trung Quân khi mà em buồn về tình. Mà nhiều khi cũng không buồn, nhưng mà cứ bắt lòng mình phải nghe rồi cho nó đau khổ như vậy đó. Em mời đi coi hát mấy lần không đi anh ạ? À? Sao vậy? Anh ơi, mời bắt mua vé thôi, để ở nhà em ngồi em mặc khoác. Em ở nhà em có sofa, em nằm ra em mở loa em nghe. Thôi vậy ở nhà đúng rồi. Tốn tiền ở nhà đâu, em tặng vé anh xong bảo là ủa hát ngoài trời á, thôi nóng quá không đi anh. Sao bữa đó anh không nói vậy? Anh nói vậy đó. Anh không có nói vậy. Bữa sau là tặng vé đi nha. Vâng. Rồi. À. Ngày hôm nay nữ chính của chúng tôi cũng là một cô gái rất là thú vị, và chúng ta cùng khám phá xem cô ấy là ai nhé. Anh ấy đến với cuộc đời mình bằng tất cả sự si mê và làm trái tim mình rung động. Những lời hứa về một tình yêu hoàn mỹ từ những hành động cử chỉ nhỏ đều hoàn hảo. Và những món quà từ anh có lẽ đủ lý do để một cô gái mộng mơ như mình tin yêu bất chấp. Cái khoản tiền đầu tư của bọn mình bây giờ sao hả anh? Em yên tâm, anh vẫn đang cố gắng hết sức vì bọn mình. Tin anh, nhé. Gọi.
Thế nhưng lời hứa, quà hay tình yêu, tất cả đều chẳng có thật. Thứ duy nhất thật là lòng tin của mình. Alo, chắc em giận anh nhiều vì anh lừa dối em. Nhưng mà hãy tha thứ cho anh, mình làm lại từ đầu em nhé. Em đồng ý. Thật may chỉ là một giấc mơ. Thật biết ơn sự can thiệp đúng lúc của lý trí để mình không lún sâu vào đoạn tình cảm giả dối này. Mình thật sự tin vào sự sắp đặt của vạn vật. Người biết nắm, buông đúng lúc chắc chắn sẽ có được hạnh phúc. Còn bây giờ mình xin tự giới thiệu, mình là Hương Mai. Mình yêu ca hát và đang kinh doanh về thức uống chăm sóc sức khỏe sắc đẹp của Nhật Bản. Và chắc chắn rằng mình sẽ được yêu bằng một tình yêu mới, thật và đẹp hơn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vì cô ấy bận đến với người ấy là ai? Tức là người yêu cũ gọi không nghe nha. Và xin được giới thiệu nữ chính của chương trình ngày hôm nay. Chào em, rất là dịu dàng nữ tính luôn. Em chào anh Trấn Thành, chào toàn thể các anh chị trong ban cố vấn, cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ạ. Ok, cái đoạn clip anh chưa nhận ra nó là câu chuyện như thế nào luôn á. Em có thể tóm tắt lại một chút xíu được không? Em cũng rất là sốc về cái mối tình của em, bởi vì là chỉ có xem trên phim thôi, hoặc là đọc trên các trang mạng xã hội thôi. Không ngờ cái chuyện đó nó lại xảy ra với em. Em là một trong những cái mục tiêu nằm trong kế hoạch của anh ấy. Ok, nó bắt đầu như thế nào? Em quen bạn trai cũ của em trong một bữa tiệc. Bạn ấy không phải là gu của em ngay từ đầu. Và sau đó về nhà thì có liên lạc với nhau như những người bạn. Sau một thời gian nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau về cuộc sống hàng ngày, về công việc, em cảm thấy là có nhiều cái đồng cảm, có nhiều cái sự giống nhau. Ví dụ như là thích giúp đỡ người khác, đi làm từ thiện, rồi là thích đi chùa, ăn chay. Và em cảm thấy anh ấy là một người rất là hiền lành, ấm áp. Sau đó là em có hẹn hò với anh ấy và đã yêu nhau trong vòng một năm. Một năm là dài đó. Lừa một năm luôn đó hả em? Dạ. Nhưng mà lừa như thế nào nào? Anh ấy là người nam, ra ngoài Hà Nội sinh sống. Lúc mà yêu nhau thì luôn chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, đi làm việc. Rồi là cũng có đưa em đến cái khách sạn mà anh ấy đầu tư này. Anh ấy có giới thiệu về công ty của gia đình anh ấy, trụ sở ở trong Nam. Và em có gặp gỡ cả bạn bè của anh ấy nữa. Anh ấy không rất là tự tin, không có một vấn đề gì cả. Gia đình anh ấy ở nước ngoài, đang định cư ở Mỹ và có hẹn là sẽ về gặp gia đình em. Tức là hai đứa cũng có tính chuyện tương lai rồi ạ. Mọi việc cũng rất là êm đềm. Thì có một ngày là em gọi cho anh ấy và không liên lạc được trong vòng vài ngày. Anh ấy mất tích hẳn luôn. Em rất là lo, không biết là có chuyện gì xảy ra với người yêu mình. Và sau đó là em đến những chỗ làm này, rồi là hỏi thăm về gia đình anh ấy. Thì tất cả mọi thứ đều là không có thật. Wow. Siêu cao thủ đấy. Siêu lừa. Dạ. Ngoài cái không có thật đó, nó có để lại cái hậu quả gì không em? Mới đầu là em cũng chỉ nghĩ là anh ấy lừa về gia thế, về mọi thứ thôi. Nhưng mà về sau các bạn của anh ấy gọi cho em, và các bạn chung của hai đứa nữa có gọi cho em. Em mới biết là anh ấy có lừa tiền người ta để kinh doanh. Trước đó là anh ấy đã hứa hẹn để trả người ta rồi. Và trong đó thì cũng có em tham gia đầu tư cùng với anh ấy. Vậy là không những là tình cảm nữa, mà cả về công việc là em cũng đã bị lừa dối. Khi mà tiền mất đi được rồi, coi như là em đầu tư em thua lỗ, vậy em có thể làm lại được. Nhưng mà cái mà em đau lòng nhất ở đây là yêu tình thật. Cảm. Dạ. Cái số tiền mà anh ấy lừa bạn của em có nhiều không? Cũng khá là nhiều ạ, cũng mang đến hàng tỷ ạ. Dạ. Thế bây giờ em vẫn không thấy anh ấy đâu luôn? Dạ không, sau đó thì em rất là sốc, em rất là đau lòng. Và em cũng im lặng trong vòng một thời gian.
Và sau đó là em cũng đã nhắn cho anh ấy rằng chúng mình sẽ gặp nhau ở tại tòa, em nói vậy. Và sau đó anh ấy đã liên lạc lại với em, chủ yếu là muốn em từ bỏ cái ý định đó và đánh vào tình cảm của em. Nhưng mà tất cả những lời nói anh lúc đấy thì em không còn tin được nữa. Có bao giờ em cảm nhận là người ta yêu mình thật không? Có hai trường hợp xảy ra. Một là người ta lừa mình ngay từ đầu. Hai là người ta có yêu em nhưng vô tình người ta là cái người dạng như vậy. Em nghĩ là anh em ở trường hợp một, từ những ngày quen nhau anh ấy đã lừa rồi, tất cả từ cái lúc đó rồi. Với cách nói chuyện của em từ nãy giờ, anh nghĩ em là người khá nhẹ dạ, dễ tin. Thực ra thì không phải là chỉ những lời anh ấy nói mà em tin đâu, mà là ví dụ như là công việc của anh ấy ở khách sạn chẳng hạn, tất cả các nhân viên ở đó đều chào hỏi và nói chuyện với anh ấy như là một người chủ vậy đó. Ừ nhờ. Không ngờ nhờ. Thế nhưng mà chị muốn hỏi một cái tình tiết lại, vì sao em biết là những người bố, người mẹ, người thân của anh ấy lại là không phải? Gia đình của anh nói với em là định cư ở bên Mỹ và cũng có gọi về để nói chuyện gặp em qua video. Em chưa có biết được là chính xác là có thật hay là không ạ. Tại vì cái đó thì em về xong là em chưa có gặp lại được. Nhưng mà lúc trong mối quan hệ với em á, là anh ấy có mối quan hệ với những cô gái khác không? Trong lúc mà yêu em thì anh ấy tỏ ra là một người rất là đàng hoàng, rất là tập trung để lừa mình bản thôi. Ví dụ mà đi chơi, những đi với mọi người dẫn dắt em theo, đi du lịch chung, ở chung, vẫn post hình em trên mạng xã hội với nhau. Dạ đúng ạ. Và tức là em thấy một điều nữa là không phải là em tin những gì anh nói, mà là em có kết bạn với anh ở trên Zalo và Facebook. Thì công việc rồi là mọi thứ, hình ảnh là từ rất lâu rồi nó vẫn cứ post lên đều đều bình thường như vậy. Thì em không nghĩ là nếu mà một người lừa thì làm có một cái trình dài như vậy. Không em, có những người á em, không phải là họ có hành trình dài hay gì đâu em. Họ không phải là đầu tư hay kiên trì gì đâu, mà trong đầu họ nghĩ như vậy. Họ tin cái điều họ đang lừa thế giới. Họ sống dựa trên cái cuộc sống đó luôn. Nhưng mà em là thật sự là nhẹ dạ kinh khủng ấy. Bởi vì nó là một năm, chứ không phải là chỉ một hai tháng, ba tháng. Để mà cái sự cảm nhận của mình ấy. Tại vì như này, một năm trời như vậy thì em cũng có công việc bận rộn của em. Và hàng ngày là cũng có đi làm, cũng gọi điện video với nhau bình thường. Và nói là đang làm việc rồi gửi hình ảnh đang làm bình thường á. Thì rất là... Họ không sống chung chị ạ. Đó là chỉ có quen nhau rồi thỉnh thoảng mới gặp nhau đúng không? Dạ. Nhiều khi mình không có biết được đâu Quỳnh Anh. Mình nói vậy thôi chứ gặp nhiều người cao thủ lắm. Thôi thì coi như là một cuốn phim đi. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại với thực tại ha. Em hết buồn chưa? Dạ, em cũng đã hết buồn rồi ạ. Chắc chắn là hôm nay ở đây về là hết buồn nè. Thôi mình cái gì qua cho nó qua đi. Em đã sẵn sàng bước vào thế giới của Nghĩa là ai chưa? Dạ em sẵn sàng ạ. Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài phút giải lòng. Hey yo các bác ơi, có hẹn với điểm tin Spotlight hàng tuần rồi đây. Rap Việt vừa rồi càng bùng nổ hơn khi công chiếu vòng đối đầu của đội D-Ray để tôi flex nhẹ con số khi tập 8 vừa khai hỏa nhé. Có gần 1 triệu người xem đồng thời trên cả kênh YouTube và Vion, đạt được 7 triệu người xem chỉ sau 3 ngày lên sóng YouTube. Tập 8 đã thống lĩnh top 2 trending YouTube, chấn động hơn sau 7 tuần phát sóng. Rap Việt đã thu về 3,3 tỷ lượt xem của khán giả toàn cầu. Xin gửi lời cảm ơn thật to bự trước tình cảm mà cả nhà đã dành cho Rap Việt, mãi yêu. Thứ hai, ba, tư hàng tuần nếu các bạn lo không có phim gì để xả hơi thì đã có Hoa Vương đây. Làm sao để quên người yêu cũ? Hãy đi tìm câu trả lời trong Hoa Vương tuần này. Anh sẽ tặng em hai đôi giày, để dù em có bỏ đi thì cũng sẽ quay về bên anh. Mang đôi giày này và đi cùng anh có được không? Để nhanh chóng quên Đăng Khoa, Trúc Mai chấp nhận lời tỏ tình của Mạnh. Còn Khoa cũng thử mở lòng với Hoàng Yến. Anh biết bây giờ có hơi khó khăn một chút, nhưng mà anh sẽ cố gắng từ từ mở lòng với em. Anh sẽ không làm cho em phải buồn nữa đâu. Nếu hai người buồn mà bốn người cùng hạnh phúc thì có nên. Cũng là chuyện người yêu cũ, nhưng anh Thư bi kịch hơn nhiều. Tôi đã quá ngây thơ, cho nên mới bị tên khốn như anh lừa gạt. Quá khứ bị trọng ép phá thai. Em bỏ nó đi. Anh có biết mình đang nói cái gì hay không hả? Ngay từ đầu tôi kêu con phá rồi mà. Nếu anh muốn bỏ nó, thì tự tay mà làm đi. Xin đi không, thì tuyên luôn. Vừa sinh con đã bị bắt mất con, trọng đem bỏ con rồi lừa anh Thư là đứa con đã mất. Nó đã chết trước khi tôi làm giấy khai sinh. Giờ mình biết được, tôi chết chắc. Nếu như để cho tôi phát hiện ra nó có liên quan tới chuyện phụ nữ, thì tôi sẽ giết anh. Thứ sáu đến rồi, đến với Na La Nha cả nhà ơi. Tập 9 vừa qua chúng ta có hẹn với nữ chính Phan Mỹ Tuyết. Mình trải qua vài mối tình và mình vẫn cảm thấy là mình không là chính bản thân mình. Thì thời gian này là cái thời gian mà mình cảm thấy mình là bản thân mình nhất. Mừng cho Mỹ Tuyết đã thành công tìm được đúng nam độc thân duy nhất trong dàn cực phẩm lần này. Cái kết không thể tuyệt vời hơn. Em rất cảm ơn chương trình đã rất là ưu ái dành cho em một người rất là xịn. Hy vọng Mỹ Tuyết sẽ có một hành trình yêu mới đầy tuyệt vời trên chặng đường sắp tới nhé.
chờ mãi đến thứ bảy để bật rác việc lên thôi. Team B-Ray xuất trận vòng đối đầu quá đỉnh với 4 bài hit mỗi bài 1 vẻ 10 phân vẹn 10. Đầu tiên là màn kết hợp mang âm hưởng dân gian. Rồi sau đó là một chút tình yêu sushi sô-cô-la kẹo mút. Kế đến là bản rap cực chiêu với lyric thấm hơn chữ thấm. Và kết thúc bằng màn kết hợp với đảo cả khán đài. Uka là mê, đỉnh thế này thì hỏi sao không bội thu nón vàng cho được. Chiếc nón đầu tiên thuộc về Double Duty. Double Duty xứng đáng với cả cái mũ này và em sẽ cứu bạn về. Theo sau đó là hai chiếc nón được quăng ra cho Juno Big Boy. Chúc mừng Team B-Ray nhé. Spotlight tuần 8 của cả ba chương trình đến đây là hết rồi cả nhà ơi. Đừng bỏ lỡ Hoa Vương, Người ấy là ai mùa 5 và Rap Việt mùa 3 trên V Channel. Xem sớm nhất trên Vion. Quý vị và các bạn đang trở lại với Người ấy là ai. Và bây giờ xin giới thiệu Đức Anh. Xin giới thiệu Vũ Nam. Hay nè. Wow. Xin được giới thiệu Candy Nguyễn. Sao tim thích vậy? Sao vậy? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Xin được giới thiệu Việt Trang. Và xin giới thiệu Việt Tuấn. Ủa sao bạn này quen quá à? Ê, bạn này không này quen. Gì vậy? Ai mới nói đẹp trai gì đó? Không, bảo quen. Không, nhìn quen. Quen quá, ai mà cũng quen hết. Em đang bảo là hôm nay bé nó mặc cái đầm màu tím nên là hơi có điềm nhẹ. Mạnh quá luôn. Bận áo hường không có quở bạn. Kệ người ta, ta bận đồ màu tím, biết đâu ta chọn màu xanh. Rồi, anh cho một. Người ta hay nói rằng hãy cứ ngồi yên rồi tình yêu sẽ tới. Đấy là người khác, còn không phải là anh nha. Anh sẵn sàng để đi tìm tình yêu cho riêng mình. Rồi, dễ thương ạ, cười dễ thương nha. Chào em, anh là Đức Anh. Hiện anh đang là giám đốc phát triển của hệ thống nhà hàng và cũng có cho riêng mình một công ty truyền thông. Công việc của anh mỗi ngày là đưa ra những chiến lược hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh và góp phần đưa hai doanh nghiệp của mình khẳng định được vị thế trong từng lĩnh vực. Trong công việc, quan điểm của anh là yêu ghét rõ ràng. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên tắc và tiêu chuẩn của nó. Còn trong chuyện tình cảm, dù anh có đặt ra bao nhiêu tiêu chuẩn đi chăng nữa thì nó cũng bằng không, bởi từ khi gặp em, anh đã bằng lòng. Trước đây anh đã từng làm rất nhiều công việc khác nhau như giám đốc truyền thông, giảng viên tiếng Hàn và là một MC. Còn bây giờ, MC. Anh chỉ muốn làm MC mê. Và sở thích mỗi ngày của anh là chạy bộ và âm nhạc. Chạy bộ mang đến cho anh tinh thần keep moving forward, luôn luôn hướng tới và đạt tới mục tiêu của chính mình. Wow, đàn luôn. Còn âm nhạc thì sao? Luôn. Anh biết nhiều nhạc cụ khác nhau, nhưng vẫn chọn cho mình cây guitar này từ ngày còn bé. Bởi anh biết rằng sự trưởng thành sẽ cho mình biết điều mình muốn là gì. Cũng giống như trong tình yêu vậy, đàn ông phải trải nghiệm để trưởng thành. Để biết ai là người mà mình sẽ nói với họ câu rằng anh đã gặp rất nhiều cô gái. Để được tìm thấy em, cho anh cơ hội em nhé. Wow.
tươi quá rồi. Không, bởi vì là biết đàn. Bà khoái, bà cười hít chứ bác. Cười hít mắt luôn rồi. Một cái gì đấy rất là liên mới quan. Mới ban đầu tiên thôi em à. Là hai cái nụ cười cũng giống nhau nhỉ. Nhìn đấy, nó kiểu em phu thuê. Em thấy vô sao á. Nice. Là vô đấy, vô đấy. Rồi xin mời anh. Em hả, em nghĩ thì ok mà chứ anh nãy tự nhiên cái anh nói. Xong miệng anh điều điều. Không, có nguyên cái khúc đó thôi. Trước cái câu mà anh bảo là anh làm MC thì em mới để ý là cái miệng anh nói chuyện nó hơi bị... Anh thấy cái miệng anh cũng điệu đó. Thì tôi điệu là tôi điệu từ trong trứng điệu ra rồi. Anh làm MC anh có như vậy không? Này nè, giờ em thấy anh có vậy không? Không nha. Thế hả? Khó quá vậy ta. Em thấy anh này là hài hước nè, biết hát nè, yêu thể thao nè. Thật ra trong clip nhìn cái mặt có duyên không? Ừ, cười rất là dễ thương. Yeah. Ở ngoài đây thì chắc anh hơi căng thẳng. Thấy trên hình đẹp hơn. Lúc bước ra thì căng rồi. Nhưng mà anh đừng cười nữa, bé em xỉu. Cười cười thôi, tim đang đập rất là dữ dội rồi. Bình tĩnh với anh đầu tiên thôi em mà bình tĩnh. Tôi thấy bài này bà khoái nha. Bà khoái. Bà khoái. Nhưng mà khoan, có một tình tiết là có một đứa bé. Mà đứa bé là mặc áo tím. Đó. Làm sao chị? Đứa bé con ai? Con bà hàng xóm thôi. Anh này thì em chắc nghĩ anh không, không mà nhìn, tím đâu. Nhìn mặt cũng có vẻ là chững chững rồi nha. Nhiều khi có con sợ nha. Chị kinh nghiệm có con rồi, chị nhìn thử coi có con không. Cái tư thế bé em bé có vẻ là cũng có nghề đấy. Không phải cháu đâu, cái này giống là con rồi. Chị nhiều khi ảnh không bế em bé, ảnh bế thì đó thì hỏi thích được bé không. Bế vậy. Nói chung là về cái vẻ bề ngoài á khá là phù hợp với em gái ở đây. Thế nhưng mà đấy, Quỳnh cũng bị lấn cấn được cái chi tiết tại sao lại là có một em bé, rồi tại sao lại em bé lại mặc áo tím, thì đó hai câu hỏi mà Quỳnh đang muốn được giải đáp đây. Biên tập gài thế đấy, cho mình xoắn não đấy. Hơi khó độc thân nha. Cứ chọn màu đỏ. Cứ chọn màu đỏ mạnh dạn đúng không? Ok. Em chọn màu xanh. À, em chọn màu xanh hả? Dạ. Yeah. Ủa khoan chị, em nói nghe, bà biên tập bà ác lắm, bà để cái vàng này cũng giống, cũng có vô quá. Rồi em đổi. Dũng cảm lên, mới vòng 1 đã sao đâu. Em phải chọn độc thân cho bé chứ, mình ở đây mình tìm chưa cho bé nè. Chị, em nghĩ là vô vòng trong nó đi, trong nhiều nó khi mình phải phân tích. Kệ ta Tú, sao em mắc cừ quá, ta chọn màu gì thế kệ ta. Nhìn ở sơ sơ ở đây thì Quỳnh thấy cơ hội dành cho em thì cảm thấy bạn này đang là một trong những ứng cử viên sáng giá, nên thôi cứ màu xanh đi. Có mấy vòng mới lộ ra mà. Đấy. Tự dưng mất cơ hội của bạn. Trời ơi. Mình chọn như này để mình tìm thêm cơ hội cho em gái. Dạ. Yeah. Em sợ quá. Sao vậy? Thôi chị chọn lại màu đỏ đi, không còn nữa anh Thành chửi em từ đây đến cuối giờ. Ok. Em ơi kệ. Thành tao tốn một cái nguyên chương trình xanh không à. Dạ rồi. Thôi tiền màu tím đi cho ảnh vui. À quên, cho tôi vui. Ảnh vui hay là anh vui? Anh vui. Cái lúc mà ảnh bước ra thì em thấy cái tướng đi của ảnh nó rất là gồng ấy, nó rất là Rambo luôn á. Anh nghĩ là do đôi giày hôm nay mọi người mang có vẻ không vừa hay sao, anh thấy anh nào đi cũng hơi khó khăn. Cái lúc mà coi video á thì em có nhiều cái cơ sở để em tin mình trường phái lý trí và tỉnh táo á. Mọi người đang chắp cánh cho bạn mà kiểu mình cũng phải cảnh tỉnh lại một xíu. Thứ nhất là ôm em bé rất có nghề, thì em vẫn có nghĩ ra một cái option khác là kiểu thường sẽ có cháu, có này kia thứ ở nhà. Nhưng mà có hai cái điểm mà mình để ý á. Điểm thứ nhất là anh này ảnh có rất là nhiều hoạt động. Ngoài cái việc ảnh đi làm, ảnh còn ca hát, rồi ảnh còn chạy bộ này cái thứ. Mà thường mà những cái người mà Tuyền quen, kể cả những cái anh trong cái group chạy bộ của Tuyền, mà những người mà kiểu nhiều hoạt động thế thường là có vợ. Tức là những ai chạy bộ là thường có vợ rồi. Đúng hả? Rồi, thường là như vậy luôn. Ủa sao em chạy bộ? Em có cái group chạy bộ. Không, em là do chạy khỏi tình yêu. Không, chạy bộ là do giảm mỡ. Tại vì tôi cũng nằm trong cái diện đó. Đang chạy bộ bởi vì nhưng anh có vợ rồi. Nhưng anh có không, vợ anh rồi chứ. Kể anh thì chưa bao giờ anh cũng chạy bộ. Nhưng mà thế này, Tuyền nãy giờ phân tích rất đúng nha. Mấy bạn để ý đi, là mấy cái người mà có nhiều hoạt động á là bị gì? An cư lập nghiệp rồi. Cho nên người ta sẽ có rất nhiều thời gian để làm chuyện này chuyện nọ. Nope. Còn độc thân thì thường người ta ít. Anh ấy đang lắc đầu cái kìa. Với một cái thứ hai nữa là em có rất nhiều bạn ở ngoài Bắc. Lại là có là, bạn là đàn ông. Oh. Tên Đức Anh. Lập gia đình hết rồi. Tức là cứ Đức Anh là gia đình hết rồi. Nên là em tin. Em không biết kỳ vậy. Mà tôi cũng để ý người ta số Đức Anh rồi lấy vợ hết. Đúng không? Anh thấy đúng không? Anh cũng để ý là đàn ông ở ngoài Bắc nhiều người tên Đức Anh lắm. Đúng, mà cứ Đức Anh là có vợ. Mà Đức Anh là có vợ. Em nghĩ là màu đỏ. Biết đâu sẽ có một kỳ tích ở đây sao? Thì bây giờ ba xanh rồi cho em đỏ đi. Rồi, ok. Kể người ta. Nó cừ quá bộ đồ hường kia. Quý vị nghĩ sao? Vẫn có hai bà tím. Ok, chúng ta đến với anh số 2.
mọi người biết anh như con người đen trong làng phim Việt Nam. Anh đã vô địch hàng chục giải đấu, đem về nhiều huy chương vàng, nhưng kể cả khi đã có những giải thưởng đó trong tay, anh vẫn chưa hoàn thành được ước nguyện thi đấu lớn nhất của mình. Trên thương trường, anh là con ngựa chiến, nhưng trên tình trường, anh đơn thương độc mã, anh đúng là con ngựa đen. Với anh, đàn ông hấp dẫn nhất khi họ được làm việc, nên trong công việc anh sẽ là người chủ động, còn trong các cuộc vui anh sẽ là người chủ trì. Công việc thứ hai của anh là một quản lý và chăm sóc khách hàng trong một nhà hàng. Sự bận rộn khiến anh luôn tràn đầy năng lượng và chắc chắn sẽ là cục sạc mà em đang thiếu đó. Anh là cái điều nguyện, hy vọng tên của anh là lý do khiến em từ chối những chàng trai khác. Hãy cho anh cơ hội em nhé. Sân à? Ca này khó. Ca này khó quá. Nha. Khó lắm. Em thấy anh này là hình tượng lý tưởng của em. Vậy là hợp với Trung Quân hơn. Chứ gì nữa. Vậy đâu, với em đi anh. Về một nhà đi. Em vẫn đang phân vân lắm. Em cảm thấy giống là... Trung Quân này. Trung Quân. Thôi em anh đi về luôn. Đâu lên đứng thử đi. Mình radar đúng không? Mình dò đúng sóng rồi, mình đúng không? Cái đi xem okay. Nào. Em thấy cổ cả canơ cao lắm. Xem sai. Xem sai mà nhìn cũng giống xem không. Xem sai luôn. Không nhưng mà anh có cơ em mở không à. Chỉnh cái nơ lại cho anh ơi. Chỉnh cái nơ để em nhận cái nơ nha anh nè. Cũng có đấy. Có nha. Rồi rồi đấy. Thôi về đi về về dạ. Đừng có đứng lâu quá mất công. Rồi giờ lên trên kiểm tra rồi sao xuống báo cáo cho dân tình nghe nè. Ở nhà em có bắt một cái radar để em rà màu tím. Thế là em đọc là em có hơi nghi ngờ về việc anh này em có cảm giác là hơi giống trans. Ồ oh, chị cũng có cảm giác như thế luôn. Thứ nhất là về giọng nói hay là về ngoại hình đấy thì nên mới phải đi lên để nhìn, nhưng mà nơ cột cao quá không may rõ lắm nên đang phân vân quá không biết sao, nên thôi để em ngồi em ngó thêm tí nữa đi. Tại vì chị Phạm Quỳnh Anh với lại anh Quân nói thì em mới bắt đầu em để ý về chuyện mà liệu anh này nhiều khi có phải là trans từ nữ sang nam hay không, chứ nếu mà bỏ qua cái câu chuyện đó thì em nhìn anh này là kiểu xanh lè xanh lét luôn á. Còn mà có đỏ hay không thì em thấy là không thể nào là không đỏ được đâu. Yeah. Nên em nghĩ là xa lánh, xanh lá. Ok. Còn Quỳnh Anh thì không biết sao cũng có một cái gì đó nên nó rất là chúng mình. Yeah, yeah. Rất là chúng mình. Rất là chúng mình. Cho đến khi mà bật cái clip lên thấy hình xăm. Nhưng mà Quỳnh nghĩ đấy là một trong những cách đôi khi trong cuộc sống của bạn thì bạn cũng muốn là làm như vậy để cho nó mạnh mẽ hơn. Đến giọng nói thì Quỳnh cũng lại bị lôi trở lại. Nhưng mà thực ra đến bây giờ thì cái cảm giác rất là lớn là màu tím. Ok. Căng quá. Không có xanh, không có đỏ được đâu. Căng quá. Thật ra thì em nghĩ là nó không quan trọng. Tại vì em thấy là khi mà mình đến với một người quan trọng là tình cảm của người ta như mình thế nào. Thật ra anh nghĩ là bạn này nếu mà chăm sóc người yêu thì rất là tốt đấy. Tại vì là người ta biết rõ về dinh dưỡng, về tập luyện, về các thứ. Đó, có thể rủ em đi chơi buổi tối thì cũng vậy. Thì đó là anh nghĩ khi em quen bạn này thì sẽ có một cuộc sống rất là vui á. Thì anh cũng mong bạn độc thân. Dạ, em sẽ sao em thân. Thấy nãy giờ nói giống như là đang lựa cho anh vậy. Đúng, anh vậy, đúng không? Em thì lúc đầu bước ra với lại coi clip đoạn đầu thì em với anh Quân cũng có nói giống nhau. Nhưng mà khi mà ảnh nghe mọi người nói á, ảnh có những cái biểu hiện. Ảnh cười nè. Yeah boy. Ngồi quá nhiều tập con mắt em nó lóa luôn. Nên là độc thân. Hôm nay gương mặt hào sảng quá ha. Nhưng mà cũng tỏa ra một cái nụ cười rất là ấm áp. Xin khán giả bình chọn luôn ạ. Wow. Khán giả này là bị thao túng tâm lý rồi. Chúng ta sẽ có một anh chàng rất đẹp trai đây. Buổi tối Hà Nội của một người độc thân. Kéo thành phố ngắm xem. Được nha. Đổ cốc vào cà phê. Ê. Cẩn thận không, đầu ô đô hỏi đổ vào lòng anh. À. Wow. Mở tâm hồn để thư giãn âm nhạc. Sắp xếp tài liệu thành chồng. Em. Wow. Công việc thiết kế đồ họa cần nhiều sáng tạo, nên mọi ý tưởng là lúc buổi tối của anh dâng trào. Do tính chất công việc, anh chủ yếu là ngồi nhiều. Xương hơi bị yếu. Nhưng mà yếu hơi bị sướng. Chưa hết, nếu em bên anh, em sẽ vui từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau. Còn nếu mà em chưa thấy vui, thì mình lại vi vu đi du lịch. Đẹp dài quá. Wow.
Em ơi, vì độc thân nên gặp em, anh sẽ khóa môi lại. Ây dồ, công nhận đấy, toàn là chơi chữ này đó. Xương anh yếu rồi đó, rồi đó. Em viết nhạy thả thính còn không làm lại. Bạn này ấn tượng đầu tiên giống như Giai Hàn vậy ha. Rất là đẹp trai luôn, nhưng mà Quỳnh thích cái năng lượng của bạn này. Tôi thấy đây mới đỏ này. Em nghĩ là đỏ luôn á. Nếu bạn này mà đỏ thì tiếc quá luôn á. Thấy năng lượng của bạn rất là phù hợp với bạn này. Giai Hà Nội nữa chứ, đúng không nhỉ? Thích nhạc nè, cuộc sống rất là đa sắc màu nè. Khóa nữa rồi. Mình nữ chính mình phải có giá lên em. Mình nữ chính là sao tự nhiên chỉ mình vậy? Mình nữ chính mình phải có giá lên em. Sao vậy? Xin lỗi. Mấy chị ơi, bàn xong làm cho cái màu chứ phải nói chuyện cái âm thanh đi vào không trung gì được. Để em nói gì cho chính xác đi nè. Em hả? Lục trong thế giới bạn bè của em coi. Em đang phân vân, thật ra em lại không thấy màu đỏ nhiều. Em lại thấy bạn này là một là xanh, hai là tím. Tại vì em nhìn những cái tấm hình đi chụp đi du lịch. Đúng rồi, đi du lịch rất là rất nhiều. Là tím và có một cái tấm hình. Tấm hình này nè, đưa tay anh ta bạn. Đúng rồi. Đó kiểu vậy, và cái tay bị crop đi. Mà cái tay đó mềm mà điệu mấy cái ngón để gì vậy? Đó chỉ là một tấm hình đu trend thôi. Đưa tay lên nào, mà yêu nhau bạn nhé. Thế thôi. Nhưng mà cái tập này khó quá. Tại vì hồi nãy giờ ba người là thấy có tím. Bé nó mặc cái đầm tím kìa. Bởi vậy á. Cái mặt này không thể tím được. Dựa vào kinh nghiệm tình trường của tôi thì bạn này khó tím lắm. Không nha. Thể tím được. Cái năng lượng này rất là khó tím. Cái tấm hình hồi nãy đi là chụp tay bé còn lợ đó, màu đỏ. Em thấy bạn này á là giao diện nè, yêu du lịch nè, thích trải nghiệm nè, rồi có tính nghệ thuật nữa, nên là em nghĩ là cho vô vòng trong đi, vô đi, vô đi. Em nghĩ là có chủ rồi. Người thành công luôn có lối đi riêng. Bạn này quen quá. Nhưng mà những người có lối đi riêng chưa chắc thành công. Mời quý vị. Wow. 0% kìa. Không ai đứng về phe em cả. Không, khán giả đều mong ảnh độc thân, em thấy không? Đây, chúng ta hãy đến ngay ven số 4 đi, anh chật quá, anh thở không nổi rồi. Oh. Wow. Chào em, anh là Việt Trần. Hiện tại anh đang là vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Cuộc sống của anh chỉ đơn giản là những ngày đổ mồ hôi trên phòng tập. Nhưng làm thế nào bây giờ? Hiện tại anh chỉ muốn đổ tim của em thôi. Về với anh là lấy một mà được hai đấy. Anh giỏi nhất là thi đua. Nếu ai mà thích em thì chịu thua đi. Vì anh, wow. Bất khảo tìm bạn. Anh tự thấy mình là người đàn ông cứng rắn và đã từng nếm trải nhiều hương vị trong cuộc sống. Nhưng thành thật thì cà phê mà đắng quá thì cũng nên cho một chút đường em nhỉ. Chọn anh đi, thì em sẽ không bao giờ phải hỏi người ấy là ai nữa. Anh đây rồi. Cái này giống màu đỏ đấy. Có một cái cảm giác là bạn ý đã có chủ rồi. Thường á chị, kiểu mà nuôi chó hay nuôi mèo á, thường là hai người nuôi với nhau. Chó phải có ai chăm chứ? Tập thể hình thì ở nhà vợ chăm chó đúng không? Với cả em nghĩ là tập cỡ đó thì phải có một người chăm sóc dinh dưỡng thì mới được ấy chứ. Em nghĩ là đã có chủ rồi đó. Ta là vận động viên mà anh. Vận động viên là chuyện nhỏ. Người ta sẽ tìm hiểu được chuẩn bị dinh dưỡng của người ta. Nhưng mà rất là lạ nha, ảnh rất là to bự mà lại nuôi một con chó rất là bé. Nhỏ. Thì mới nói là chó của chương trình đưa. Không, chó của bạn gái. Đúng. Chỉ có mấy bà bạn gái mới thích chút 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 chút. Vậy thôi. Vận động viên thường thường người ta sẽ thích nuôi husky, bull Pháp, bull Anh. Mấy con mà nó nhìn nó dữ á. Anh thích nuôi những con nhỏ. Nhưng mà tại vì anh cũng không phải vận động viên. À, xin lỗi ạ. Dạ. Em có thích sáu múi không? Dạ. Dạ là thích hay không thích? Dạ là thích. Nhưng đó. Nhưng dạ này là không muốn thích lắm đó. Cái dạ của em á, chị cảm thấy là em sợ những cái cục đó.
Nhưng mà anh Quân thì anh lại không sợ. Tự nhiên thôi, nãy anh đánh thấy con mắt của anh đang gì à? Anh không có thấy đường đấy, đấy. Anh không có thấy đường thế này này. Trời ơi, sao mà bự quá vậy? Rực lên. Mà nhìn thấy được con chó luôn. Thôi, nữ chính bên kia mà sao các bạn cứ đá cho tôi hoài vậy? Em chọn đã có chủ. Em cũng nghĩ là màu đồng đỏ. Lòng quá. Ừ, hơi đọc khỏi. Chú Yên đồng lòng quá kìa. Chết cha, sao người ta chọn đã có chủ mà ông có một vẻ thoáng cười nhẹ giống như trời ơi mừng quá được về rồi. Về rồi. Sao kỳ vậy ta? Đấy, anh có càng cười lại càng giống có vợ cơ. Các bạn nghĩ sao ạ? Lọt đâu ra hai bà kia vậy? Ở dưới không có đồng lòng với mình. Ok, chúng ta đến với anh số 5. Mì spaghetti cua quá dễ với nào. Ủa? Wow. Steak mì cua quá dễ với Nam. À không, quá dễ với Vũ Nam. Chào mừng em đến với thế giới ẩm thực của anh mang tên I'm Picho. Anh là đầu bếp chính và là tác giả của nhiều món ngon độc lạ Hà Thành. Wow. Khi cơn đói hành hạ bao tử thì đồ ăn của anh luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho các thực khách. Với những điều khó có thể diễn đạt bằng lời, chúng ta có thể bày tỏ thông qua đồ ăn trên bàn. Ví dụ, món gà quay có thể trở thành sự cầu khẩn bình yên cho gia đình. Món kem xoài ăn kèm sô-cô-la đen có thể tái hiện viễn cảnh thiên đường. Hay là để anh làm món mì ống penne với húng quế tươi, vì món này có thể hiểu như một lời tỏ tình anh dành cho em. Không đứng ở bếp, anh sẽ đến phòng gym để chăm chút cơ thể. Sau đó anh sẽ lái xe vòng vòng, không phải để thư giãn. Mà là để đi chợ mua nguyên liệu chế biến. Đã quên nãy giờ anh chưa giải thích Ambicho có nghĩa là gì. Đó là biệt danh ở nhà của anh. Anh là cậu ấm. Còn em, hãy cho anh cơ hội để trở thành mợ ấm của anh nhé. Wow. Anh ơi, vòng sau anh có nấu ăn không? Thì em giữ anh lại. Chứ em đói bụng quá. Nói thiệt luôn á. Vừa nhìn cái đống món ăn. Lát lộ diện cô phải làm vài món. Một nha. Món nấu nhanh nha. Vậy cô vấn ai cũng đói hết ạ. À? Đây không phải là cô vấn ai cũng đói mà cô vấn toàn là mấy người ham ăn không à. Đang đọc tin dữ quá thôi. Mà không đọc quạo luôn á. Tôi nói thiệt với các bạn là tôi bực mình lắm rồi mà tôi không nói được đó. Nhưng mà có điều kiện nha. Có điều kiện. Có xe hơi xịn nha. Nhưng mà xét về mặt là một người đàn ông gia đình mà biết nấu ăn là đỡ lắm. Em thấy có cái có một cái cô gái trong đó. Cô gái hả? Có một cô gái ngồi ăn. Một sự ẩn ý hả? Giờ anh đó, giờ anh khách em. Tự dưng lại nấu cho con gái, khách con trai thì sao? Bởi vì thực sự đấy, của anh thấy biên tập rất là khó lường. Không hiểu là ẩn ý, là gợi hỏi ý Quỳnh hay anh là cái bây gì? Giờ trong một cái clip bưng ra cho một cô gái dễ thương hơn, hay bưng ra cho hai khách mặc cỡ Trung Quân với lại Hiếu Kim Tuyền thì thú vị khác nào? Tụi em cũng dễ thương dạ, mà em dễ thương mà. Bên kia phải dễ thương hơn cho mình chứ. Em này em nghĩ bạn này chắc là độc thân. Tại vì em nghĩ nha, anh này á là ảnh đam mê nấu ăn, nghề đầu bếp là nghề chính của ảnh, không có nghĩa là ảnh sẽ là người có vợ. Đúng rồi. Và ảnh đang rất là tập trung vô công việc và ảnh cũng có điều kiện hơi nhẹ nhẹ. Miệng nói tay dơ đi. Tùy nịnh tím nữa hả em? Mày có biết nấu ăn không? Cũng được ạ. Vậy thì mình phải hốt anh này về để mình lên giỏi luôn. Nhưng mà biết tại sao không? Thật sự nha, em chưa có đoán được bạn này thông qua cái video, nhưng mà em thật sự mong bạn này là xanh lá. Bởi vì cái cách mà bạn này quan tâm, chăm sóc hay là kiểu nói về cái nhà hàng của mình á, nó đầy cái sự yêu thương và âu yếm á. Mà bạn này đã vượt qua một cái mối tình mà nó rất là nhiều cái sự thiếu tin tưởng rồi. Thì bây giờ mình cần một người đàn ông mà ấm áp, đáng tin cậy và chăm sóc mình, nâng niu mình như thế. Mình để ý thì là khi mà Tuyền nói thì bạn ý gật lia gật lịa. Nãy giờ nói với mấy người khác chưa bao giờ thấy em gật nhiều như vậy. Dạ vâng, gật dịu nè. Kiểu là các anh chị làm ơn do độc thân cho mình. Dịu nè, dịu. Thôi cũng mong độc thân đi. Quý vị thấy sao ạ? Bình thường là mình sẽ có một cái quyền bảo vệ đó, nhưng mà chắc là vòng này chưa cần đâu. Cho nên là mình sẽ hỏi nữ chính luôn hen. Là đây là lúc mà em phải đưa ra một cái tên mà em không phù hợp nhất, thì em cho anh một cái tên đi nào. Chắc Trung Quân quá. Đầu tiên là em xin được cảm ơn Nam Anh đã vì em mà đứng ở đây rất là lâu rồi ạ. Nhưng mà em xin phép được chia tay với anh.
anh Kenny Nguyễn ạ. Cảm ơn anh vì đã đến đây ạ. Ok, cảm ơn các bạn. Người ấy là ai? Khi anh chạy về phía em, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Lần đầu gặp em, anh thấy chúng ta cứ giống như là quen nhau rất lâu, chẳng thể rời xa nhau. Và rồi giờ đây anh mới biết em cũng đã yêu thầm anh từ rất lâu, phải không em? Ước mỗi khi em buồn anh ở đây để vỗ về, ước mỗi khi tan làm anh sẽ luôn ngủ bên em, ước mỗi khi mưa lạnh anh sẽ ôm chặt lấy em và nói đừng rời xa anh nhé. Anh muốn em của anh thôi, vì giờ đây anh đã chót yêu em nhiều lắm. Vậy thì tại sao không tỏ tình, anh cứ nói ra thôi rằng anh đang yêu em. Từ giờ anh sẽ yêu mình em đó, giống như là trong mắt một bên em suốt đời. Lời đầu tiên em xin trân trọng cảm ơn anh Thành cùng ban cố vấn và tất cả những người đã hỗ trợ ở trường quay hôm nay ạ. Em tên là Candy Nguyễn và tên thật của em là Nguyễn Thị Trang. Em là một người chuyển giới từ nữ sang nam. Hành trình của em là được hơn 10 năm rồi. Yep. Wow. Em đã thi đấu trong đội tuyển quốc gia được 9 năm. Hiện tại thì em đã ngưng thi đấu và ổn định cuộc sống của mình. Wow. Như vậy bạn là tím xanh hay tím đỏ vậy? Dạ, em tím đỏ. Ngày xưa vào năm bao nhiêu tuổi thì bạn phát hiện bản thân mình như vậy và có cái quyết định này? Bản thân em thì từ khi sinh ra là em luôn luôn là thích làm một người đàn ông. Từ suy nghĩ tới hành động và hoàn thiện được cái bên ngoài của mình thôi. Thích đá banh, thích cái gì đó, thể thao, vận động. Dạ, lúc đầu thì em
đến với môn thể hình là chỉ về sức khỏe thôi. Nhưng mà về sau em thấy được những cái lợi ích của thể hình mang lại, là mình có thể thay đổi được ngoại hình của mình. Quan trọng nhất là mình thấy hạnh phúc với những gì mình làm, đúng không? Khi mình được là chính mình sẽ là điều hạnh phúc nhất. Những người mới gặp em thì sẽ không biết em là chuyển giới đâu. Tin tưởng hay không là do cá nhân của mỗi người, người ta thể hiện và cái cách sống của người ta như thế nào thì đối phương người ta sẽ cảm nhận được. Dạ, yeah. Và có một đối phương sau lưng chắc cũng đã cảm nhận được điều đó đúng không? Bạn có đến đang không? Đang ở nhà. Ở nhà hả? Uổng quá vậy. Dạ, tại vì bạn gái em cũng hơi bận. Bạn ấy là người như thế nào? Dạ, bạn gái em là single mom. Bạn nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng mà bạn chững chạc hơn em. Nhiều khi em tưởng tượng giống như người mẹ thứ hai vậy. Tức là chú đáo lúc nào cũng quan tâm nhường nhịn em. Đàn ông lúc nào cũng là đứa trẻ cả. Chỉ là đứa trẻ với người phụ nữ của mình thôi. Dễ thương. Bất cứ một ngày nào mà tồn tại một cái gì đó nó mang cái chữ hạnh phúc đều là cái ngày vui cả. Cảm ơn anh Thành và tất cả mọi người ngày hôm nay. Anh chỉ muốn biết là vì sao bạn đến chương trình thôi. Em cũng muốn chia sẻ một số làn gió mới để cho phụ huynh rồi tất cả mọi người ở trên cuộc sống này được vui vẻ hơn. Dạ, đó là những gì mà chương trình luôn muốn hướng đến để mang đến cho quý vị khán giả khi theo dõi người ấy lại ạ. Hôm nay em thấy bạn nữ chính rất xinh, dễ thương. Và anh cũng mong rằng sau chương trình này bạn sẽ tìm được một người phù hợp và đem lại hạnh phúc ngọt ngào nhất đến cho bạn. Ok. Em cảm ơn anh Candy ạ. Cảm ơn bạn nha. Xin cảm ơn đã đến với chương trình ạ. Chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng 2 sau vài phút giải lao quý vị nhé. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nên cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên trước thôi. Con nghe mẹ nói gì không hả? Giật lại cho mẹ coi coi. Giờ này cái đầu óc con nó mụ mị lắm. Nó phải lâu ngày quá con không có được bia rượu gì vô trong người á. Con có chuẩn bị một số món ăn để bồi bổ sức khỏe. Con mời bác. Được đó. Ra dáng là đứa con dâu hiểu chuyện rồi đó. Nhưng mà giả bộ làm bánh bèo duyên dáng vậy, nó không có giống con xíu nào hết á. Trong khi cái bản chất của con nó ngầu hơn nhiều mà mẹ. Con làm cái trò gì đi nữa thì ngày hôm nay con phải quyến rũ cho bằng được thằng Đăng Khoa cho mẹ, biết chưa? Hoa Vương xem sớm nhất trên Vion và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel. Người ấy là ai? Quý vị và các bạn đang trở lại với Người ấy là ai vòng thi thứ hai. Đây là một trò chơi rất là dễ thương. Mỗi một vị cố vấn sẽ lên bắt cặp với một thí sinh để mình chơi một trò chơi giống như đuổi hình bắt chữ vậy đó. Cái việc của các bạn thí sinh làm là phải diễn đạt làm sao để cho cái vị cố vấn đó hiểu là cái chữ bạn ấy đang có là chữ gì. Qua cái quá trình diễn đạt thì chúng ta sẽ biết được các bạn ấy có loại được cái chỗ nào màu tím ra hay không. Vậy thì ai muốn xung phong nhà? Quân đi. Đây nào, một tay cho Quân nào. Mời em. Khó vậy ta. Nhiều quá. Thôi mình cứ lên đầu tiên, mình cứ chọn số 1 đi ha. Mời Trung Quân lựa chọn một cái ô luôn nhé. Ok. Chủ đề của cái lon này là các trò chơi. Rồi, mọi người xem đây. Ôi trời. Trời ơi, diễn tả sao trời. Mời diễn tả bắt đầu. 4 chữ. Dạ. Yeah. Chi chi chành chành. À, yeah. Dễ quá. Quá dễ. Cái này cũng dễ luôn. 4 chữ. Bơi à. Lặn à. 4 chữ. Vậy là chú anh Quân không có tuổi thơ rồi. Lội. Nước, lội nước. Bắt. Ủa khó vậy. Trời dễ ẹt à. Hay là em không có được, anh ơi, em trên núi nhiều khi không có nước, không có chơi được trò này. Em không có tuổi thơ, cái này nó dễ ẹt à. Ủa mình có được bỏ qua không? Người ta à? Diễn tả vậy là đúng rồi. Đập. Đập. À, anh em nghĩ anh nằm xuống luôn. Anh nằm xuống luôn nha em. Anh nằm xuống anh làm cái con đó luôn, đúng rồi. Rồi con đó, cái miệng đó sao? Cái miệng của nó anh. Có tâm quá, anh có tâm quá mà em ráng không được, em có lỗi quá luôn á. Thôi mình qua con khác được không anh? Trời ơi, tôi tức quá.
Rồi. Bốn chữ. Các trò chơi ạ. Múa. Múa gì, cái con gì vậy múa vậy đó? Đó là con ếch ạ. Lăng quăng. Con gà hay là con lại rắn. Á. Lại rắn, á. Rắn, rắn. Rồng rắn lên mây ạ. Yeah. Cái gì đây? Bốn chữ, bốn chữ. Sao bốn chữ không vậy? Bốn chữ hết. Bịt mắt bắt về. Rồi. Yeah. Giỏi quá. Đố biết cái này. Đố biết. À. Ồ. Đố mà biết. Được, nếu mà biết thì vẫn được nha. Bốn chữ. Khó. Không, không phải. Cái gì anh đánh tiền không? Nhảy một cái thôi. Kiểu thế. À. Cái này là trong một cái phim đúng không anh? Trò chơi con mực. Hay. Hay quá. Ui. Xuất sắc luôn ý. Hay quá Trung Quân ơi. Hay quá, hay quá. Sao vậy? Cái gì đó? Gì ta? Cái này khó quá. Cái này khó nha. Khó nha. Trò gì vậy? Bảy chữ ạ. Mở. Lật. Đóng. Úp. Úp. Cái trò gì úp ta? Úp Em có chơi trò gì hay úp không? Úp mặt vô tường đó hả chị? Úp mặt vô tường. Cò cò. Ê, nhưng mà mấy trò này là Gen Z đâu có biết. Khó quá vậy ta. Chị gần không biết thế này. Đếm ô ăn quan ạ à, hay là gì? Đếm số ạ. 10 2 12. Trò này nhưng chưa được chơi hay sao? Đúng rồi, chị cũng chưa được chơi luôn đấy. Hết giờ, cảm ơn. Trời xuất ơi, sắc rồi. Ốc lá khoai 12 con giáp gì đó. À, ốc lá khoai 12 trong trống. Trời ơi, nãy em phải để tay gì nè, nói xong mình lật ra tao mới biết ốc lá khoai. Còn cái trò hồi nãy nó dễ ẹt luôn, cái trò đầu đó. Cá sấu lên bờ à. Người ta táp cỡ đó còn không biết. Cá này đẹp quá anh. Người ta cá sấu người ta làm vậy thôi đi không. Tao làm vậy để biết. Ông dày không ai mà biết. Thật ghê. Không mà thông minh nha. Thông minh. Diễn tả vụ con mực là hay à. Quá hay à. Quá hay à, rồi. Để em dở, để em dở. Thông minh. Cảm ơn em. Cảm ơn Quân. Tới chị. Dạ. À đây. À. Đây là các bài hát trend. Wow, quá giỏi luôn. Diễn giỏi nè em. Đấy là gì? Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé hả? Ủa? Bắt tay. Mấy chữ, bốn chữ hả? Nắm lấy tay anh. Wow. Wow. Bốn chữ. À. Mười. Một ngàn. Một ngàn nỗi đau. Đó nè. Mưa tháng sáu. Mình là fan Hứa Kim Tuyền mà. Ồ, cái này khó nha. Ba chữ. Ngồi. Hả? Dễ lắm làm cái. Ngồi. Ừ, là đúng rồi, ra luôn đó. Ca sĩ đó hay làm gì á? Ca sĩ đó sao? Ca sĩ đó nhảy sao? Nhảy sao? Trời ơi, sao cũng nhớ rồi mà tự nhiên quên trời. Gái trai em. À không học mà thôi được. Không có con gái nào mà nhảy kinh gì vậy hết trơn. Mono, waiting for you. À. À. Flower. Đây là nhảy flower mà. Jisoo. 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 Bông hoa.
bông hoa. Ủa, hơi kích tuyền luôn hả? Hoa hồng, đóa hoa hồng. Yeah. Oh. Thấy chỉ quá, thấy chỉ xuống đây quá. À. Biết ngay thế nào có bài này? Mắt, hai từ, đôi mắt. Mấy chữ em? Có hai chữ thôi hả? Nhảy đi có bài trend nhá. Đúng rồi, cái bài trend đó. Em nhảy đi em cứ móc mắt hoài vậy. Minh Tú nhảy phụ bạn ở bài này coi, nhảy phụ bạn đó. Thiệt, không nhảy sao? Em nhảy ghê lắm mà ơi. Chị ơi, nay dàn cá này không ai muốn nhảy được. Đây gì vậy? Si tình. Ồ. Rồi tiếp. Tú là đi. Tú chọn ai nè? Mời bạn số 3. Đây là các câu nói trend nha. Nữ hoàng trend. Nữ hoàng trendy rồi. Ờ. Khó nha. Dễ thương ghê. Đúng rồi, đúng một. Number one. Number one. Con chào thầy ạ. Con nói trend, Tú ơi, con nói trend. Amazing, good job. Anh lại phải ngồi, anh phải gọt gọt à, anh nhảy thử coi, anh nhảy có thể hiện được cái đó không? Anh nhảy. Bà này bà hay bắt người ta nhảy ghê. Số 1, chào. Đúng, đúng. Đúng. Đúng ạ. Đúng ạ. Đúng rồi. Đúng lại. Cô nói trên 4 chữ mà có chữ đúng là gì trời. Nè, vậy mà vậy gì chửi chửi hả? Nè, ví dụ mà vậy thì còn vậy thì vậy lại gì? Không biết luôn á. Trời đất ơi, thơ khảo một Minh Tú. À, sao chữ? À. Ờ, đúng đúng, diễn tả đúng rồi đó. Ông dễ thương. Diễn rất nhiệt tình luôn. Cô em nhé. Tức muốn xệ. Dạo này em không chơi mạng xã hội nha. Sao chữ? Sao chữ? À. Tôi à. Đau à. Đúng. 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 Muốn xỉu. Muốn xỉu. Tôi đau đớn. Đau anh. Tôi đau đớn gục ngã. Thôi thôi. 6 chữ, 6 chữ. Tôi đau đớn gục ngã mới 5 chữ à. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, bà nội ai? Bây giờ tôi muốn nói câu này nè, tôi đau đớn, tôi gục ngã. Khó quá à. Ờ, nãy mới làm luôn á bé. Từ đầu chương trình em làm đó. Em làm luôn rồi đó. Mèo 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 mèo. Yeah. Trả lại tâm trí tôi đây. Trả lại tâm trí tôi đây. Không không. Mèo 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 mèo. Ờ. 5 chữ. Mèo 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 mèo. Đó. Đúng rồi. Bình thường thì thông minh lắm, dặn dẹo người ta đủ điều, bữa nay thì duyên phải nó ngang vậy trời. Khó quá à. Thôi khỏi luôn. Thôi khỏi luôn. Hết giờ, thôi bỏ đi. Cái này là đúng nhận sai cãi lúc đầu đó. Trời ơi, tức quá, Minh Tú của tôi. Dạo này em nghe chữa lạnh không à. Hứa kiếm tiền, mời em đi trận chót. Cái này là hợp lý luôn rồi, các món ăn. Em tin anh nha. Khó nha. Trời ơi, khó. Khó nha, khó. 4 chữ. Ôi trời. Bò nướng. Bò một. Bò quay. Bò quanh lửa hồng. Đây.
ba chữ. Chân, chân gà. Chân gà hầm xả tắc. Bốn chữ, bốn chữ. Chân gà xả tắc. Trời ơi. Cái chưa mình cũng ăn dữ. Trời ơi. Trời ơi. Ba chữ. Trên nha. Ba chữ. Chà. Chà bắn cầu. Trời ơi. Nghe thôi là tao biết cái thứ mà ăn vặt rồi. Nghe trà thôi, thí dụ người ta có trà sữa cho con cháu hay gì. Trà bắn cầu biết liền là cái thứ ăn vặt rồi. Mấy chữ. Trời ơi. Ồ, cái này khó vậy. Cái này không, khó. Nói được đó. Nói được đó. Anh làm gì nè. Anh làm gì nè. Anh quên rồi. Bốn chữ. Vịt. Gà. Vịt. Vịt. Vịt gì nữa anh. Vịt quay Bắc Kinh. Vịt. Vịt lộn mèo. Vịt lộn sao me. Hay không? Thấy cái giọng ăn vặt nó hay không? Quá hay luôn á chứ. Cái này mới ngon nè. Đố biết cái này à. Ê. Ôi ôi. Ê. Gì vậy? Đoán gì được đó. Ê. Đoán được tim. Đó. Ngực. Vú. Vú heo. Vú heo nướng. Trời ơi. Xuất sắc quá. Xuất sắc quá, xuất sắc quá. Cái này cũng mới nha. Hot trend nha. Cục. Cỏi gà măng cục. Xuất sắc. Một tràng vỗ tay cho Hứa Kim Tuyền. Đúng chính xác 100% luôn. Quá giỏi. Gỡ lại cho Minh Tú. Em muốn sai chính xác 100% mà. Ủa gì vậy? Sau một thời gian chơi, xin mời các cố vấn cho biết về anh số 1 hả? Em có một cái linh cảm rất là lớn, anh này màu đỏ. Tại vì nhìn cái cách mà anh ấy kiểu rất là quyết đoán trong tất cả mọi thứ, rất giống một người đàn ông của gia đình á. Lắc đầu rồi kìa, nhưng mà vẫn là có chủ rồi. Là cú lắc đầu không đeo giờ được ai. Đừng, anh đừng có lắc với em nữa. Đầy sự trải nghiệm. Nào cô bé. Em hả? Em thấy anh này thì cách ảnh chơi rất là bình tĩnh. Ảnh rất là cố gắng để hoàn thành cái game. Nhưng cái cố gắng hoàn thành cái game đó, nó không phải là để chứng tỏ cho một ai đó ở đây thấy. Em nghĩ là anh này phải có gia đình luôn rồi. Dạ. Thì mới có được cái cảm giác là anh này nó giống như là kiểu dạy con rồi á. Nên là con tới cái việc này là con phải giải quyết sao. Tức là nhận đề bài là giải có giải pháp. Dạ đúng rồi. Nên là em nghĩ anh này là đã có chủ. Mời quý vị. Vẫn có một bà cố chấp quá anh ơi. Không biết bà nào. Số 2. Sau khi chơi với bạn số 2 thì anh cũng có một những cái cơ sở để khẳng định thêm là bạn chắc chắn là không phải LGBT. Người yêu thì chắc cũng chưa đâu, bởi vì vẫn còn phơi phới lắm. Và cái linh cảm cho thấy được rằng là chàng trai Hà Thành này cuộc sống vẫn còn khá là nhiều cái để chinh phục. Độc thân. Màu xanh. Sao? Em hả? Em thu thập dữ liệu từ cái video clip cho đến cách bạn chơi game. Cái phần trăm tím của bạn tăng lên trong cái giác quan của Minh Tú. Cái sự bình tĩnh nó không phải là bình tĩnh của một người đàn ông mà kiểu có gia đình. Mà nó là cái kiểu LGBT. Nhưng mà chị Quỳnh Anh phân tích cũng đúng. Cũng có thể là nhiều người. Chị phân tích như vậy đó mà khi mà chị nghe em nói chị lại thấy giống quan điểm của em luôn đó. Em bẻ chị luôn á. Thôi. Vô thêm một dòng nữa đi. Độc thân đi. Rất ghê, dễ nói một đường làm nèo. Xanh tím nha em. Em tím phải không? Tự nhiên có một cái moment em linh cảm là biết 1000 nỗi đau. Em ơi nó phải vậy nè. 1000 nỗi đau. Còn biết rõ là em sáng tác nữa, chỉ vô mặt em liền luôn. Ghét quá. Không, tức là trong cái moment đó tự nhiên có một cái linh cảm. Thế mà nếu không phải thì vẫn nghe nhạc em nhé. Ok, em chọn tím. Không sao, không sao. Quý vị bình chọn xem. Chúng ta tiếp với anh số 3. Số 3 của Tú đó. Tú, Tú sao? Anh số 3 hả? Màu hoa đỏ. Đúng nhận sai cả giùm cô. Ủa? Ủa?
Tú ơi, tính ra nãy giờ là em tím hết nguyên vàng luôn đó. Video clip thì thấy sương sương, nhưng mà khi em đứng đối diện với ảnh á, cái ánh mắt của ảnh và cái nụ cười của ảnh á, nó tím mạnh hơn các bạn này luôn. Làn sóng tím ập vô. Khó quá. Tức là em thì em vẫn nghĩ là độc thân á, nhưng mà Tú nói xong em cũng thấy hơi ngợ ngợ. Thôi em nghĩ là độc thân đi. Quỳnh Anh ơi. Trương Quỳnh Anh đây. Có vẻ cay cú nhở? Cay chứ, bao nhiêu năm trời rồi mình ghim chứ. Mình nghĩ là đã có chủ đó. Đứng đắn, già dặn lắm. Em cũng nghĩ anh này màu đỏ. Tại vì cái cách mà anh diễn tả những cái cho chị Tú ấy á, rất là một người đàn ông của gia đình. Xong rồi kiểu hay chơi với chó mèo, xong hay chơi với con ấy. Quý vị bình chọn đi ạ. Ôi. Ồ, thấy chưa? Nhiều người cũng có cảm giác giống em đó. Anh này gây tranh cãi nhiều. Bếp trưởng, em nghĩ là đã có chủ rồi. Bếp trưởng khó độc thân lắm. Em thấy anh này lại là cái dạng ai cũng nghĩ là đã có chủ cho nên vẫn còn độc thân đó. Dạ. Thiệt luôn. Mà với lại một điều tự nhiên càng vô sâu lại thấy anh này lại hợp với em. Đúng rồi, rất hợp luôn. Hợp không phải ngoại hình nha, hợp về cái tính cách mà cái người mà đàn ông em sẽ cần á. Kiểu biết sao không? Tại anh này á, nhìn ở ngoài không quá bảnh bao, không quá hào nhoáng, nhưng mà anh rất là chân thành. Cái điều đó là cái mà em đang cần ở một người đàn ông. Đúng. Ít nhất là có nhà hàng rồi sẽ không lừa. Nhưng mà mình vẫn chưa có chủ. Quý vị thấy sao ạ? Ok. Ở cái vòng này bạn cố vấn được lựa chọn một người để bảo vệ. Chị tò mò bạn thứ hai thì muốn giữ bạn này. Bạn anh muốn giữ bạn số 2. Anh nghĩ mình chứ không loại bạn này đâu. Thế hả? Em có định loại bạn số 2 không? Hỏi đi em, hỏi từ số 1 với số 4 đi rồi ta khai ra rồi mình bảo vệ. Em lại có cảm giác là bạn đó sẽ loại anh số 1. Nhưng mà em có muốn giữ ảnh không? Em muốn giữ, tại vì cái đó là mình đoán thôi. Nhiều khi nó cũng không chắc, còn một vòng nữa mà. Sao nè? Mọi người có muốn bảo vệ ai không? 1 hay 2? Quen muốn bảo vệ người số 2. Chị và anh là 2. Tú là 1. Anh là mấy? Anh cũng muốn bảo vệ anh số 1. Ok, okay. Theo số 1 số đông đi. Như vậy là 40 cô vấn đồng ý bảo vệ số 1. Mời bạn số 1 vào trong, bạn được vào thẳng vòng trong ạ. Người ấy là ai? Em gái mời em đứng dậy, cho anh một cái tên mà đối với em là không phù hợp. Em xin được cảm ơn ba anh vì đã đứng ở đây vì em ạ. Và em xin đưa ra lựa chọn của riêng mình. Em xin được chọn. Anh Việt Trần ạ, cảm ơn anh. Gặp lại bạn sau nhé. Bye bye. Em ơi, cho anh hỏi là vì sao em loại bạn này? Trong bốn anh là chỉ có duy nhất anh là không có nhìn em. Không tương tác gì luôn đúng không? Không tương tác, và mỗi lần em cười với anh ấy là anh cười lại với em giống như là lịch sự. Ba người này mà chọn đỏ một cái là đúng luôn. Cái mặt, ừ đúng rồi, thôi nhanh tôi về này. Kiểu đấy đấy, ừ thôi cho màu đi. Giờ ra tím cái vui nè. Em giữ với quan điểm hồi nãy. Em thì em thấy là em cũng tím luôn à? Dạ. Em sẽ làm cú tích, em làm độc thân đi. Người thành công luôn có lối đi riêng. Mời bạn. Xa xôi tin giặc gần trang nhất và tâm điểm. Lần này là anh trai quê trăng chất. Thành quả thi nhau chui vào túi. Và cứ gọi đây là mùa thu hoạch của chàng trai phố núi. Thằng lớn em giờ anh đang rất là bồi. Rồi đến nỗi đi giày mà còn quên mang tất. Tết Tết này chẳng còn đắn đo. Chơi luôn cả đào mai lan quất. Đấy. Linh nhưng mà lại có tính nhà thơ. Phải nói chung là cái tả phần và flow đây mà bắt cũng đàn giờ. Đang anh đang và người khác cả bắt chúng đàn. Do re mi fa này là đủ đầy rồi. Bang anh đặt đóc quần lên. Son la si do là út sợi sợi. Và gió bây giờ bây giờ đang mặc lên. Sao trong lắng nghe mặt mướt. Chẳng ai thật kè. Chẳng gì. Nay trong sáng trăng cầm hoa phất cờ hàng trăm người nghe. Ca chép nay hoa dầu đã út sợ là sẽ ca vô bờ. Ngây lắm nha. Sáng hết cả hồ
nên xôm hết cả làng. Chuyển trạng thái từ chàng trai cô đơn sang tuyển bạn gái. Thời đến đây là cả cuộc kỳ, tim em còn chỗ nào không cho anh nhiều tặng cái. Tận hưởng một cuộc sống như là đang mơ, có tiếng nói sao đâu cũng phải hoan hô. Xưa em chơi xe ghê quá đi, chị sợ ma quá đi. Đòi hai bàn tay trắng nên là so với thực tế thì mới nhận thua. Mà thực tế thì nhiều quả mặt chưa có thể. Nên người yêu cũng đang thấy hối hận chưa. Đồ nghe mi pha này là đổi đây rồi. Tập tiết xong vậy hơi sợ quá vậy. Chào bạn, bạn tên gì? Dạ em chào anh Thành. Em chào bốn vị ban cố vấn và nữ chính ngày hôm nay. Em là Trần Việt Trinh. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trần gì ạ? Trần Việt Trinh ạ. Phải không? Sao siêu vậy? Bạn cũng là trans guy hả? Dạ em là trans guy. Đây chương trình thật sự. Bạn đã thực hiện việc này được bao lâu rồi? Dạ em thực hiện việc này cũng được 8 năm rồi. Bạn biết tại sao nãy mà Minh Tú ám mắt nhìn lâu? Tại vì Minh Tú có nhiều người bạn giống như bạn rồi. Cái cách mà họ cố gắng để giải thích cho Minh Tú rất là kiên nhẫn. Mà trong cái kiên nhẫn nó có một cái tia nó rất là ngọt ngào. Và kiểu như là tôi đang muốn rất là cố gắng giải thích cho Tú hiểu là chúng ta cùng hoàn thành cái game này. Thì tự nhiên Minh Tú cảm thấy là bạn thuộc màu tím. Mà lúc đó là Minh Tú có xuống đây nói là có thể là nữ sang nam. Bạn phát hiện ra mình như thế này từ khi nào? Khi còn nhỏ thì em đã mặc quần ống rộng. Em thích chơi với các bạn nam, em thích chơi đá bóng. Em gặp các bạn nữ thì em hay bị xấu hổ lắm, hay bị ngại. Khoảng học cấp 2 lên tầm lớp 6 hoặc lớp 7 thì em có tình cảm với cả một bạn nữ. Sau đó thì em có chia sẻ cho gia đình. Em thật sự không phải là nữ. Cái khoảng thời gian đó có khó khăn lắm không? Gia đình em thì không khó khăn, nhưng mọi người nghĩ em chỉ gọi là một chốc một lát thôi. Ừ, chắc bây giờ nó như vậy, nó theo phong trào vậy thôi. Sau này nó vẫn phải đi lấy chồng ấy mà. Về sau em có chăm chỉ tập luyện, công việc của em cũng ổn định hơn. Dần dần em tự lo lắng được hết cho bản thân của em. Gia đình em cũng dần dần chấp nhận. Cái điều mà em để ý rõ nhất là khi mà cuối năm Tết mọi người gặp mặt nhau ấy, mẹ em với các chị em ấy có nói các cháu là từ giờ không được gọi là gì nữa, mà phải gọi là cậu. Không, thực sự tôi cũng rất là thông cảm và chia sẻ với bạn. Mình chỉ biết nói là mình chờ cho đến khi nào mọi người đều quen với cái nhóm người này và họ được sống một cách bình đẳng với mọi người trong xã hội. Mình chỉ chờ đến cái ngày đó càng sớm càng tốt. Em nghĩ là ông trời lấy đi mất một cái gì đó của bọn em thì bọn em sẽ được bù đắp lại được những thứ khác tốt hơn. Trước tiên đó là ý chí, sự kiên nhẫn, một cái tinh thần không khuất phục trước cái gì cả. Hãy cố gắng lên. Minh Tú nghĩ thì nó như thế này nè. Thật ra ai trong chúng ta cũng sẽ là một cái phiên bản không hoàn hảo. Minh Tú cũng sẽ vậy. Và ai cũng sẽ có cái hoài bão và ước mơ. Cái con đường mà mình để đi đến cái ước mơ đó, nó phải vượt qua rất là nhiều thử thách. Mà một khi mình đã chọn cái con đường đó rồi, mình phải đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để đón nhận những cái thử thách đó. Thật ra khi mà bạn đứng ở đây á, những cái gì mà bạn thể hiện á, đã cho Minh Tú cảm thấy bạn là một người đàn ông thực thụ. Cảm ơn ạ. Thật ra thì Quế nghĩ rằng là cái hành trình cuộc đời của bạn á, là bạn đã bước một cái bước rất là dài rồi. Thứ nhất là bạn dám đấu tranh để mình được sống là chính mình nhất. Cái điều thứ hai là gia đình của bạn cũng đã chấp nhận, ủng hộ. Thì quan trọng nhất là chúng ta hãy hướng về phía trước. Vậy thì hãy tự tin sống, bởi vì biết rằng là mình đã thành công trên con đường mà tìm lại chính mình. Chúc mừng cho bạn nhé. Hãy cứ đón nhận nó một cách thoải mái thôi. Tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu mình tích cực. Anh mong là sau này em sẽ tìm được một người thật sự phù hợp với em. Cảm ơn anh ạ. Chúc anh luôn gặp may mắn trong cuộc sống và sớm thực hiện được ước mơ của mình. Anh cảm ơn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình.
Em ngồi bên đây. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc nhé. Quá trời dễ thương, quá trời dễ thương. Chúng ta sẽ trở lại vòng 3 sau vài phút giải lao quý vị nhé. Giải trí thả ga chỉ với 69k và tận hưởng trọn vẹn đặc quyền hấp dẫn khi đăng ký gói VIP trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Thưa quý vị, chúng ta chỉ còn 3 chàng trai cuối cùng và hãy xem các bạn ấy có hashtag gì. Xin mời các bạn đứng dậy. Mời Đức Anh. Cái gì vậy? Đây là Inyon. Inyon mang ý nghĩa là nhân duyên. Với Đức Anh thì tất cả mọi điều trong cuộc sống đều là nhân duyên. Và đến đây ngày hôm nay được gặp nữ chính là một nhân duyên. Vậy có nghĩa anh gặp tất cả tụi em cũng gọi là nhân duyên? Có thể coi là như vậy. Anh có cảm thấy cái việc mà mình dùng chữ nhân duyên giải thích cho tất cả những cái sự đến và đi hơi thiếu trách nhiệm không? Nếu chúng ta nhìn một ai đó hay là một sự vật nào đó, chúng ta coi điều đó nó quan trọng như thế nào mà thôi. Anh đến đây vì nữ chính đúng không ạ? Thì em nghĩ dùng chữ tình duyên nó sẽ hợp lý hơn chứ đúng không ạ? Với chữ nhân duyên, Đức Anh muốn mang đến cho nữ chính một điều. Có thể trước đó giữa hàng ngàn người chúng ta chưa gặp được nhau, và ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, chúng ta có một nhân duyên. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng để giữ lấy nhân duyên của chúng ta. Cảm ơn bạn. Mời Việt Tuấn. Hashtag là độc lập. Bạn là người độc lập hay thích người độc lập? Độc lập ở đây với định nghĩa của em là khi hai cá thể độc lập mọi mặt trong cuộc sống thì mình sẽ có quyền tự do được thể hiện tình cảm và muốn được người mình mong cầu. Khi hai cá thể đã như vậy thì là hai cá thể hạnh phúc, thì đến với nhau sẽ đi được đến đỉnh lưu của sự viên mãn. Nhưng mà độc lập nếu mà sống với cái người mình yêu thì mình có nghĩ đến cảm xúc của người ta không? Đã có chứ ạ. Hai người cùng độc lập, hai người cùng hạnh phúc thì cái điều đó nó chỉ có hạnh phúc mới lên thôi ạ. Ca này cũng căng quá. Trong cuộc sống của anh, dù anh đang có người yêu, anh cũng sẽ độc lập hết luôn hả? Mình nghĩ là cái sự độc lập nó nên đến trong mọi việc, để khi mà có cái biến cố hay có bất cứ chuyện gì nó xảy ra thì mình không có đổ lỗi cho bất cứ ai. Lỡ bạn gái nhõng nhẽo nhưng anh luôn kiểu mưu cầu sự độc lập thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Cái đấy là điều đương nhiên, mình phải ga lăng chứ. Nhưng mà nếu người yêu của mình lại quá độc lập thì sao? Không cần tới mình thì sao ạ? Mình nghĩ là kể cả có là một chủ doanh nhân, đêm về khi mà tẩy trang trong toilet, nếu có một người đàn ông chia sẻ một ngày rời của bạn thì người ta vẫn cảm thấy thích thú hơn chứ. Thôi hay quá. Hay quá. Cảm ơn em đủ rồi, quá nhiều thông tin rồi. Chỗ bên ngồi nói chuyện hay quá. 10 điểm. Mời bạn Vũ Nam ạ. Hashtag là tươi. Ui. Nếu mà một hay ngày sao? Người yêu của anh không có tươi mà héo thì sao? Mình sẽ luôn luôn tươi trong mỗi ngày vui tươi. Tiêu tưới của em kìa. Tiêu tưới của em kìa. Không tươi thì mình tưới. Đúng rồi, không tươi thì mình tưới. Tại sao lại là tươi vậy anh ha? Trong công việc của mình là mình ở đầu bếp thì mình luôn chọn những thực phẩm tươi mới. Và trong tình yêu thì mình luôn muốn người mình yêu vui tươi mỗi ngày. Anh làm cách nào để người yêu mình vui tươi mỗi ngày ạ? Anh tưới đó em. Tưới, tưới là tưới như nào chứ? Anh có muốn làm cho bạn nữ chính của tụi em tươi không? Có. Lỡ một ngày nào đó mà anh nhận một tình cảm gặp trục trặc không còn tươi thì anh sẽ làm gì? Căn bản là ngay từ lúc đầu mình đã làm chọn nguyên liệu đã phải là tươi rồi thì lúc đó nào phải là tươi. Nhưng mà cuộc sống thì đâu phải lúc nào cũng có thể tươi như thế. Cái giải pháp của anh mỗi khi mà lỡ mà một trong hai người không có tươi thì mình sẽ giải quyết vấn đề đấy như thế nào? Thì mình lại tưới cho là vui tươi mỗi ngày. Mày cứ quay về câu hỏi đầu của chị luôn đó. Một cái dòng luẩn quẩn đó chị. Không ra được cái dòng tròn khép kín này. Khi không tươi ta sẽ tưới. Tưới thì nó sẽ tươi. Cái thêm một thời gian nó sẽ không tươi ta lại tươi. Không có đường ra. Cảm ơn em. Chúng tôi sẽ gặp lại các bạn sau. Bây giờ mình bàn về từng người, suy nghĩ của các vị cố vấn về cái người đàn ông này. Đầu tiên chúng ta bàn về bạn Đức Anh. Mời Hứa Kim Tuyền. Hồi nãy khi mà em hỏi vặn lại cái chữ nhân duyên của bạn á thì em thấy bạn lúng túng. Bị lúng túng. Thường là những cái người mà hay nói về nhân duyên á, họ cứ bị vịnh vào cái lý do đó để nói cho cái sự không cố gắng. Ví dụ như em đi, em mà một cái mối quan hệ mà nó kết thúc em sẽ nói là ừ em đã cố gắng hết sức cho nó rồi, chứ em sẽ không nói là ừ duyên tới thì tới, duyên đi thì đi. Không hợp nhau đâu. Đúng rồi. Thẳng quá.
em nghĩ nha, anh này là một người đã có gia đình rồi, cho nên cái cách mà ảnh phản biện là những cái ý mình nói nó cũng sẽ kiểu không có sự tâm huyết. Không hiểu sao lại chọn tiếng Hàn nhở? Hoặc có vợ là người Hàn. Hên. Tức là cuộc sống phải có cái gì đấy liên quan đến yếu tố Hàn Quốc trong đấy. Quân Anh nói đi, nói về bạn này đi. Bạn là một người đàn ông gia đình có trách nhiệm. Cái ánh nhìn của bạn với bạn nữ chính này, thực ra nhiều khi mà thích một cái thì phải nhìn cái kiểu nó hơi hấp háy một tí xíu. Nhưng mà bạn nhìn một cách rất là nghiêm túc, chắc có vợ Hàn Quốc rồi. Từ ngay từ những cái đầu tiên em cũng cảm nhận là anh này là người đã có gia đình rồi. Em cũng chọn mấy vòng là màu đỏ rồi. Nhất là thông qua trò chơi đúng không? Dạ. Yeah. Em thì em thấy anh này cái cách trả lời của ảnh rất là tròn trịa. Chị cảm thấy anh này là một người sống khá là quy tắc và khuôn khổ, hơi kiểu gia trưởng một chút xíu. Cảm thấy là đã có gia đình. Đâu đó chị cảm thấy anh này không phù hợp với tính cách của em. Việt Tuấn nào? Việt Tuấn rất là hiện đại, có thể là mang đến một cái cuộc sống và một cái làn gió mới dành cho em á, thì cũng là một cái sự trải nghiệm mới mẻ. Quan trọng là thấy rất là phù hợp. Em cảm thấy nếu mà My chọn Tuấn thì sẽ giống như là bước vào một cuộc phiêu lưu đấy. Tức là nó sẽ có nhiều cái mà em sẽ chưa đoán được, nhưng mà nó sẽ hợp với em tại vì anh cảm thấy bạn này trẻ. Hợp hay không chưa biết nha. Mình chỉ nói là tốt cho em. Anh nghĩ là một cái người thu hút nhất là khi người ta đang độc lập. Thật ra tất cả những cái người mà khi mình mau chán là do người ta thiếu tính độc lập. Mình thích cái gì người ta sẽ thích cái đó, mình dẫn ta đi đâu ăn người ta sẽ ăn cái đó. Cái gì người ta cũng chỉ phụ thuộc vào mình thôi. Chúng ta cảm thấy mình là cái người hấp dẫn, người tự do, độc lập. Hãy chọn những người có cá tính giống như mình, năng lượng giống như mình. Quen thích quan niệm này luôn. Một người phụ nữ biết tự lo cho mình, tự tạo ra giá trị của mình là không cần phải dựa dẫm vào cảm xúc và đối phương. Và bản thân người đàn ông rất là sợ một người phụ nữ độc lập. Bản thân họ sẽ phải hoàn thiện chính họ để hai bên tôn trọng cuộc sống của nhau và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà độc lập quá thì có khó chinh phục mà chị. May tầng nào sẽ gặp may tầng đó. Nếu My là một người phụ nữ cũng độc lập, My thích những cái chuyến phiêu lưu, My thích cùng người yêu lâu lâu lại đi du lịch thế này thế kia, yêu một người nghệ sĩ tính, có rất là nhiều cung bậc cảm xúc lên xuống nó khác nhau. Cuộc sống đa sắc màu đấy. Đúng rồi, thì mình nghĩ bạn này sẽ hợp với My. Ở đây chị mới nói rằng là bạn này là một nguồn năng lượng mới dành cho cuộc sống của em. Nhưng mà em cũng phải để ý nha. Bạn này là người rất là yêu bản thân và dành thời gian cho bản thân khá là nhiều. Mà có gì đâu, gặp đúng người người ta sẽ thay đổi thôi chứ. Này có người nghe người ta nói đó là đi làm cỡ nào về cũng ngồi cạnh lúc tẩy trang gì. Đó đó, cái chi tiết đó nó cũng làm cho em bị khựng lại một chút nha. Tức là cái chuyện đó mình chuyện mình không nghĩ đến. Cái chuyện đó là cái chuyện chỉ có người sống chung với nhau rồi mới có làm được thôi. Đúng, chính xác. Sẽ có hai trường hợp là bạn ấy và người yêu cũ đã từng như thế. Và trường hợp thứ hai là bạn ấy và người yêu hiện tại như thế luôn. Em ơi anh không biết nha, nếu anh mà là em nha, tôi kệ em trải qua gì trải qua. Tôi thấy cái người càng trải nghiệm sống càng thích thú. Cái người mà người ta càng trải nghiệm người ta càng biết cách để mà dung hòa cuộc sống. Rồi vậy đi, tới anh Vũ Nam nè. Hợp. Có lẽ bởi vì không phải là gu của Quỳnh Anh cho lắm, cho nên Quỳnh cảm thấy rằng là bản thân mình đặt vào vị trí của bạn này, nếu như mà có một mối quan hệ với anh ý thì cuộc sống nó cứ như thế hàng ngày, cứ nấu ăn từ sáng đến chiều. Cá tính của Quỳnh Anh thì Quỳnh thích cuộc sống đa sắc màu hơn, cho nên là anh ý khá an toàn. Em nghĩ anh Nam là dành cho một người mà giống như là bạn đã sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân và yên phận với cuộc sống gia đình ấy. Anh này anh nói chuyện rất là điềm đạm, rất là nhẹ nhàng, cái quan điểm của anh rất là rõ ràng á, cho nên là hỏi vòng vòng thế nào cũng về đúng cái quan điểm đó. Thật ra tốt đấy chứ không phải là không. Đúng đâu rồi. Nhưng mà quan trọng là phù hợp hay là không đây. Thôi anh này thì cái cách trả lời của ảnh chân chất kiểu nó hơi khô một chút xíu á. Có nghĩa là ví dụ mà em hỏi ảnh có yêu em không, trả lời yêu chứ sẽ không có được như người đàn ông này. Có nghĩa là thí dụ như mà người ta hỏi anh câu là vì sao anh đến đây, ừ thích ví dụ vậy thôi đó, là kiểu như vậy. Bây giờ mọi người ơi, một cái tên mà mọi người cho là hợp nhất với bạn nào, xin mời. 1 2 3. Thấy. Ôi, gì vậy? Em chọn Vũ Nam bởi vì My vừa mới trải qua một cái chuyện tình. Cái điều quan trọng là sẽ cần một cái người đàn ông rõ ràng một chút xíu. Có thể cái sự thú vị thì mình sẽ khó nói lắm. Nhiều khi ở ngoài người ta không thú vị mà về nhà thú vị chỗ khác rồi sao? Người ta tươi nữa. Đương nhiên mình hiểu là anh này cũng vẫn rất là tốt đấy, chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mà thực sự là chọn một cái cuộc sống mà nó vui vẻ hơn, nhiều thứ để khám phá hơn, trải nghiệm hơn, thì chắc chắn là trong hai người này của anh sẽ chọn bạn Tuấn. Thật sự là không lối thoát, càng tư vấn bé sẽ càng rối não thôi. Bây giờ chúng ta được lắng nghe các anh ấy tâm sự lần cuối cùng. Yeah.
đây là những lúc người ta nói thật nhất. Mời Đức Anh. Em à, từ trước đến nay anh luôn muốn đi tìm cô gái của cuộc đời mình. Và ngày hôm nay anh muốn đến đây để tìm thấy em. Mời Việt Tuấn. Để trở thành một người mà có nhiều người theo đuổi, chúng ta chỉ cần trau dồi về học thức, trau dồi về nhan sắc thì mình sẽ dễ dàng có được. Nhưng thứ mà khó kiếm á, là một người có thể dù bao thời gian vẫn nắm chặt tay em. Dù em có làm gì đi nữa hay có biến cố gì thì vẫn đứng về phía em, che chở em. Anh mong em sẽ cho anh được một lần tin tưởng như thế nhé. Mời Vũ Nam. Em à, anh luôn muốn dành cho em những sự vui tươi mỗi ngày. Vì em biết anh làm bếp, thật ra anh không nói, anh làm là nhiều. Bình chọn nào. Xem 007 Flower hôm nay chọn bó hoa đỏ thắm để chúc cho em có một người cũng mặn như cái màu rượu của hoa. Mời em. Chị nghĩ chọn số 2. Nhưng mà Đức Anh căng thẳng. Cho hết số 2 cũng tím tím. Hôm nay được biết là như có mẹ của bạn cũng đi theo nữa nè. Chào cô ạ, cô chọn số mấy cô ơi? Cô chọn hết. Cô chọn số mấy ạ? Số 2 à? Chết rồi, mẹ chấm rồi. Life is perfect. I wouldn't want to spend it any other way. Cảm ơn các bạn, chuẩn bị cho phần lộ diện đi nào. Kho phim TVB mới, xem với gói VIP trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Xin lỗi, bây giờ mình sẽ gặp lại Đức Anh đầu tiên nha em ơi. Theo em Đức Anh màu gì? Theo em anh nghĩ là màu đỏ. Chắc nhân duyên làm cho anh màu đỏ rồi. Mà nhân duyên Hàn Quốc luôn. Nhân duyên Hàn Quốc luôn, mời anh. Ủa, bài của mình rồi trời. Xúc tình yêu. À. Ngồi một mình em hay ngần ngơ, tự hỏi trong lòng từ ngày mình yêu nhau đã lâu mà chưa thấy chán, là tại vì em ngoan thương hay làm cho anh thấy vui. Hay bởi anh yêu thương em nhiều hơn trước. Ngồi một mình em hay làm phép so sánh trong lòng rằng là mình yêu nhau cũng như cùng nhau nấu sống. Cần một người yêu thương thật to, ngày ta quen biết nhau và nấu sôi như ngày mình chung tình sẽ ai tình. Số
xong ca. Hai ba. Một kia trong sống, một kia muốn bên nhau, hôn chung vào nhau sẽ thấy được một thương nhớ. Em thêm chút nghi ngờ, cùng một chút giấc mơ, hôn cho đều tay, ôi hương thơm nào ngất ngây. Cần nhiều hơn cả là một kia thứ tha, để cho đời giúp sẽ mãi nồng nàn hơi ấm. Em thêm chút chân thành. Một hầu kéo ra 3-4 đứa con luôn rồi. Bạn tên gì? Dạ vâng, lời đầu tiên em xin được gửi lời chào tới anh Trần Thanh, các vị ban cố vấn, tất cả quý vị khán giả trong trường quay và đang xem chương trình, và đặc biệt là bạn nữ chính ngày hôm nay. Em là Đức Anh, em 32 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc chính của bạn là MC hay là marketing? Công việc chính hiện tại của em đang làm giám đốc phát triển của một hệ thống nhà hàng du lịch giải trí, đồng thời cũng có một công ty truyền thông. Và thực ra thì em cũng đá trái tay làm MC song ngữ tiếng Hàn. Wow. Thảo nào. Nhưng mà ok, bạn là đỏ theo dạng gì? Đỏ người yêu hay là đỏ có vợ rồi? Đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng muốn là chia sẻ về cái câu chuyện của vợ chồng em. Đức Anh auto có vợ nha. Cái đó bảo Đức Anh là phải lập gia đình. Tên này đúng như tên vía. Mời bạn. Vốn trước khi gặp vợ em thì em cũng đã quen rất nhiều người. Và có một điểm đặc biệt, đó là vợ chồng em gặp nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Và từ đó em nhận ra một điều rằng là chúng ta có thể gặp một ai đó bằng bất kỳ một hình thức nào, nhưng quan trọng người ấy là ai và người đấy quan trọng với bản thân mình như thế nào. Thì sau 8 tháng hẹn hò với nhau,
Em đã là người chủ động để cầu hôn vợ của em và hiện tại thì bọn em đã có một bé gái 15 tháng tuổi. Wow. Em cảm thấy rằng là khi mà đúng người đúng thời điểm thì thời gian nó không còn quan trọng nữa. Thật ra mà nói là đúng người á, đúng thời điểm á là một cái cực kỳ khó để nó xảy ra. Nó có nhiều trường hợp lắm, đúng người sai thời điểm hay là sai người có thể đúng thời điểm. Rồi còn tệ hơn nữa là sai người sai luôn thời điểm. Chắc là bạn đã may mắn gặp được cái người đó rồi. Hôm nay người đó có đến đây với bạn không? Dạ vâng ạ, và vợ em cũng có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Mời bạn. Dễ thương quá à. Chào em, em giới thiệu về mình đi. À vâng, chào anh Trấn Thành, chào ban cố vấn và các khán giả của chương trình Ghế Là Ai. Em xin được giới thiệu, em là Ngọc Anh, bà xã của Đức Anh và cũng là một fan lâu năm của chương trình. À, Ngọc Anh là auto có chồng nha. Cứ ai mà anh là có chồng hết. Quỳnh Anh, Quỳnh Anh có chồng. Bạn vì sao lại yêu thương con người này? Để mà nói là cái lý do yêu thương thì nó sẽ không có cái gì là ấn tượng ngay từ đầu, mà nó là một cả quá trình. Bởi vì bọn em quen nhau vào đúng thời điểm mà Hà Nội giãn cách. Suốt 3 tuần thì bọn em chỉ có nói chuyện với nhau thôi. Sau đấy thì mới gặp nhau và bắt đầu là sau đấy 1 tháng thì chính thức yêu thương. Vì sao bạn muốn Đức Anh tham gia chương trình này? Em nghĩ là khi mà hai đứa cùng nhau tham gia một cái chương trình mà cả hai cùng yêu thích thì nó là một cái trải nghiệm rất là hay. Và em nghĩ là qua cái chương trình lần này thì Đức Anh đã có cơ hội để thể hiện trước mọi người và củng cố thêm giá trị cho mình. Quan trọng là anh được làm cái điều mà anh ấy thích ạ. Rất là tâm lý luôn á. Vậy đứa bé trong clip là ai? Là con của bọn em ạ. Hèn như vậy đó hay. Dễ thương, kỷ niệm đẹp của gia đình. Và trước khi chia tay hãy nói gì với cô nữ chính của mình đi. Xin chào My, anh đã nghe câu chuyện của em và anh rất đồng cảm về điều đấy. Hãy đừng ngại trải nghiệm, đừng ngại mở lòng. Bởi nếu chúng ta không mở lòng, chúng ta không trải nghiệm thì chúng ta đâu biết được gu của chúng ta như thế nào. Chúng ta đâu biết rằng chúng ta sẽ cần gì, muốn gì. Và làm sao chúng ta có thể tìm được một người phù hợp với mình trong hàng ngàn người ở ngoài kia. Anh thì may mắn anh cũng đã tìm được một người như vậy. Anh chúc em luôn luôn có những lựa chọn chính xác và tìm được một người dành cho riêng mình. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Chúc hai bạn vẫn luôn là fan của chương trình nhé. Chúng ta đúng. Vũ Nam, màu gì ạ? À? Đập thân thôi. Chắc là xanh rồi. Chị em đồng phải lòng. Phải xanh thôi. Nãy chân thành quá mà. Mời Vũ Nam. Lại sinh như thế. Tại sao bị điên à? Cứ thế có ai chịu được? Có biết ai chịu được? Bực thế nhở? Này con cười như thế. Cha xin một giây để xuống được đây. Nãy bình tĩnh chứ vừa mới gặp. Là thằng chứ mình vượt gió vượt mây. Xin như này chắc không có thật ở ngoài đâu. Nhắn tin chắc quét được vài câu. Nhưng vì cứ mơ về mai sau. Mặc dày biết đâu. Lâu, rất lâu. Yêu anh quá lâu, nhưng anh đâu biết đâu. Chỉ cần anh bên cạnh em mỗi ngày. Em xinh đẹp như thế này. Nếu anh mà nỡ từ chối thì hai đầu gối của anh bằng nhau. Hôm nay đang nấu thiệt luôn hả anh? Đâu có lửa đâu anh. Có lửa đâu. Chắc không có thật ở ngoài đâu. Nhắn tin chắc rep được vài câu. Nhưng vì cứ mơ về mai sau. Mặc dày biết đâu được dài lâu. Ăn được không anh? Ăn được kìa. Cô vẫn đang đói.
xanh. Em ơi, em ăn phần em đi, tụi anh ăn phần tụi anh nha. Em được phần màu xanh của em ăn bên trên đi, rồi tụi anh ngồi dưới này ăn. Xanh phải không? Không twist nha. Ok. Chào bạn. Em chào anh nha. Bạn đã bình ổn lại chưa? Rồi ạ. Thấy bạn cũng còn lân lân trên trời lắm. Vâng, là lần đầu ạ. Lần đầu hả? Vâng ạ. Trời ơi, lần đầu chỉ có con gái ta nói cho ông ơi. Chết tôi thiệt á. Hãy mạnh mẽ lên. Vâng ạ. Tức dễ sợ. Ok, bạn giới thiệu về bạn cho mọi người nghe đi. Vâng, em tên là Vũ Ngọc Nam, em 32 tuổi ạ. Em ở Hà Nội ạ. Hiện tại em đang là chủ nhà hàng Ambicho. Chủ ý rồi nha. Bạn đã mở cái này được bao lâu rồi? Trong lĩnh vực em mở được khoảng 7-8 năm rồi. Trời ơi, giỏi quá chị. Vậy là khởi nghiệp sớm lắm luôn á. Hay giờ nấu ăn quá không có thời gian yêu hả? Vâng. Thế em thấy nữ chính như nào? Bạn nữ chính rất xinh ạ, hiền. Trời ơi, hai người hợp nhau ghê. Ý chú. Và dễ thương. Có nói gì với người ta không? Có. Thế ra bạn sẽ quen được nha em. Chúc cho em sẽ tìm được lửa còn lại sau bao nhiêu lần tổn thương sớm thôi. Bạn độc thân được bao nhiêu lâu rồi? Em độc thân được 2-3 năm. Wow. Tại sao lại chia tay với người cũ? Thật ra là mối tình trước do em công việc quá nhiều ấy, em cũng không có dành thời gian được. Cho nên là mối tình tới chắc cũng gặp trường hợp tương tự đấy. Vâng. Nếu không thay đổi. Vâng. Nếu không thay đổi. Vâng, em nghĩ sẽ phải thay đổi. Thay đổi một chút đi. Vâng. Phải nói nhiều vào. Vâng. Nói dài vào. Tấn công vào. Phải tưới đi anh ạ. Phải có năng lượng tấn công người ta một chút để người ta biết là mình yêu thương. Vâng ạ. Anh nói dài hơn được không ạ? Thì hồi nãy em đã nói rồi, anh này là chỉ có hoặc không. Anh tưới thêm đi ạ. À, cho tôi. Sau đợt tới này sẽ dành thời gian cho tình yêu nhiều hơn. Bạn ấy là từ nãy là hashtag không nên đặt từ tươi mà đặt từ vâng. Mỗi từ đấy thôi. Ai nói gì cũng vâng. Phản biện đi chứ. Đúng không? Đúng ạ. Cứu tôi ơi. Tôi nói thật sự, ông này cuối đời ông sẽ lấy như một bà vợ mà nói suốt ngày. Phải có một cái người như thế mới sống được với ông. Vâng ạ. Ok, cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Vâng ạ, em xin cảm ơn anh Chiến Thành và ban cố vấn ạ. Ok, cảm ơn bạn. Cảm ơn anh. Thương nhỉ. Quá thật thà, Mr. Vâng. Vâng. Hay da. Bây giờ mới căng này. Màu gì? Một màu xanh xanh. Chấm chấm. Không có chấm. À không chấm, không chấm. Xanh thôi. Xanh đúng không? Xanh. Xanh nhá. Xanh. Ăn nữa. Bài tôi nữa. Ngu chị. Hết rồi. Rồi xong rồi. Nhảy dây rồi. Chết rồi. Sống quá rồi. Chết rồi. Nhưng rồi bỗng chị nhận ra, chị nhận ra rằng chị yêu anh. Chị yêu anh lắm anh à. Chị yêu cái cách anh thật ngông nghê. Chị yêu cái cách anh nhẹ vỗ về. Rằng chị yêu anh.
quá trời rồi. Là chị thích cái gì nên em mặc áo Gucci chứng minh em là Gucci. Không có ai đâu nhưng em chỉ là nhất. Thật cho yêu thương không để cho được bay vào mắt. Đừng để em không đau vì quá đau. Em biết chị không yêu vì quá yêu. Hãy để em thêm gia vị vào giúp tình yêu từ đây về sau. Dù chị rất muốn xây đắp mọi thứ lại từ đầu nhưng chị nông tung chẳng biết chị phải nên làm gì. Anh mất ta phải làm sao. Bỗng chị nhận ra, chị nhận ra. Dần chị yêu anh vì anh là cô chị. Còn người ta chưa mình là Cô chị. Tình yêu chẳng có phân biệt chi đâu. Tình yêu sẽ khiến ta về bên nhau. Vì chị yêu anh. Vì chị yêu anh. Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biển tím cả hoàng hôn. Trời ơi 1000 nỗi đau nha em. Anh đã cảnh báo em rồi. Ai mới chọn cái váy màu tím? Ai chọn cái đầm như vậy? Trời đất ơi, chết tôi rồi. Sao mà ở đâu mà cũng còn lọt lại một số. Bữa nay tôi thấy hai số rồi. Cho bộ đồ nè. Trời ơi, hồi nãy thấy chưa ai quở cái bộ đồ ngay đầu chương trình. Quân ơi, em thấy cái miệng em chưa? Không mà thật sự em ơi, không nói là không ai nghĩ em tím luôn á. Thiệt luôn á, rất đàn ông, rất trưởng thành luôn. Em là ai? Lời đầu tiên thì như bài hát vừa rồi á, thì là em biết em là gu chị, thank you chị đã chọn em. Nhưng mà em mong là chúng mình có thể trở thành chị em. Chúng mình có thể trở thành chị em. Chúng mình có thể trở thành chị em. Đau quá, đau quá. Đau quá. Đau quá đây nè. Đau thương quá. Em là Việt Tuấn, em năm nay 28 tuổi, hiện tại đang là Senior Graphic Designer. Wow. Hôm nay dạng tím gì? Tím bẩm. Tím bẩm. Tím xanh hay tím đỏ? Đỏ hả? Oh. Em có vác người yêu em đến không? À, người yêu em là tiếp viên, hiện tại đang đi bay ở bên Pháp rồi. Wow. Wow. Vì sao em đến với chương trình? Cho em kể một câu chuyện nhé. Là khoảng 10 năm trước khi mà em come out á, thì bố mẹ em gay gắt lắm. Gia đình em bị xung đột liên tục. Một năm đó em trẻ quá nên là em không có sẵn sàng để mà đối mặt được. Nên là em thoát ly việc đó là em vào Sài Gòn em sống. Nhưng mà khi vào đây rồi thì em mới thấy là cái việc mà mình nói ra được á, nó chỉ là cái việc mình giải phóng được mình thôi. Nhưng đối với những người thân yêu mình, nhiều khi nó là một cái cú sốc. Cho nên là việc của mình là trau dồi, học hỏi, hoàn thiện bản thân tốt hơn, làm nhiều việc thiện nguyện hơn, sống có ích hơn. Thì từ từ rồi ba mẹ em bây giờ thì cũng đã cảm thông được cho em. Và đối với em thì chỉ cần những người thân yêu của em cảm thông được thì đấy là quá đủ rồi. Không có gì tốt hơn bằng việc mình phải chứng minh. Có thể ngay lúc đó người ta không tin, theo thời gian người ta sẽ tin thôi, nếu như bạn có đủ quyết tâm. Cảm ơn em đã đến đây để chia sẻ thông điệp này. Và cũng đã lừa gạt rất khéo léo. Em có muốn nói gì với bạn nữ này không? Thật ra thì
cái câu chuyện của chị ấy y chang câu chuyện của người yêu em hiện tại gặp phải với người yêu cũ. Nên là đã nhiều năm em chia sẻ với bạn thì em hiểu được cái cảm giác của chị khi nó sững sờ như nào khi mà biết tất cả nó là giả dối như thế. Thì em chỉ mong là chị sẽ kiếm được một cái người mà có thể vực lại cái niềm tin của chị. Và hãy cứ có niềm tin vào cuộc sống đi, hãy cứ tích cực đi, rồi cái gì tốt nhất nó sẽ đến với mình thôi. Cảm ơn em, nhưng mà hôm nay chị lại mất niềm tin vào cuộc sống một lần nữa. Chị không tin rằng là em có thể gửi gắm cho chị niềm tin bằng cách là lừa chị thêm một lần nữa. Em ơi, xem gửi thông điệp kiểu gì đấy hả em? Chán thật sự luôn, vừa lừa người ta bảo xong chị gửi tin vào cuộc sống. Rồi thật sao, đùa đấy. Đến với chương trình là vui mà đúng không? Ok, mình chơi hết mình thôi. Ok, rất là cảm ơn em và anh hy vọng là em cũng sẽ luôn luôn có được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống của em. Và gia đình sẽ càng ngày càng yêu thương em nhiều hơn nữa. Đầu em đã cảnh báo rồi, em đã thấy một cái ánh tím ré lên rồi. Càng về sau càng thấy tím. Em ơi, trách gì đi nữa thì trách em mặc cái váy màu tím, dính cái cục bông màu tím. Cái móng tay, màu tím. Không sao em gái, thua kêu này ta bày kêu khác. Chỉ dành cho em một lời khuyên thôi. Trong cuộc sống này, chúng ta sẽ luôn luôn phải đi qua nhiều trạm. Nó giống như những cái trạm xe buýt của mình. Em sẽ không biết là em sẽ xuống cái bến nào cuối cùng đâu. Cho nên nếu em còn mỏi chân, cứ việc lên một cái xe khác mà đi nhá, thoải mái lên, mình sẽ thấy những cái chặng đường phía trước nhiều cái để khám phá lắm, miễn về nhà trước tối thôi. Ok rồi, chúng ta cùng nhau lên đây để chia tay với chương trình nào. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh chị. Em sẽ tham gia một lần nữa chương trình. Các bạn ơi, mặc dù hôm nay chúng ta không tìm được nam chính cho nữ chính, nhưng không sao cả. Cô ấy với nụ cười này, với niềm tin này, chắc chắn sẽ gặp được một cái người thích hợp trong tương lai. Hôm nay rất là cảm ơn dàn cố vấn rất là dễ thương, vui tính đã cùng chương trình trải qua rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui có, xúc động có. Và xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình đến giờ phút này. Chương trình Người ấy là ai do V-Channel và Beyond thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Beyond. Beyond là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, thể thao và truyền hình. Quý vị tải ngay Beyond để xem sớm nhất và trọn vẹn Người ấy là ai. Đừng quên feelvz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ của chương trình năm nay, nhãn hàng Mirinda. Mirinda ngon xoắn lưỡi, vui lên nha. Xin cảm ơn Adam Store đã tài trợ những bộ trang phục thật đẹp cho các chàng trai. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tuần sau cho em xin phép được chọn anh số 1. Wow. sao lại chọn số 1 nhỉ? Mặt bạn số 1 y chang bạn người yêu cũ em. Y chang bạn người yêu cũ em. Bà ngang ngược. Chủ đoàn này á nha là người yêu của 90 người rồi, tôi nói thiệt. Mà lần nào cũng đau đầu đủ chuyện hết trơn. Trời, có nắm chặt chưa?
Đây là anh kết nghĩa của em. Anh kết nghĩa của em. Anh kết nghĩa của em. Thấy chưa? Bé này là bé Nga Mi, vũ đoàn bước nhảy. Nắm tay này cũng được 6 lần rồi. Hãy đón xem tập tiếp theo của chương trình Người ấy là ai mùa 5 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Bây giờ xem gì trên V Channel thứ 2, 3, 4 đón xem Hoa Vương, thứ 6 đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa 5, thứ 7 chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.